chương 1463, đối đầu bằng đạo cảnh 2. Ngay cả những thánh tôn khác đang quan chiến cũng run sợ. Nhật diệu thánh tôn thở dài nói, quả nhiên đã tới mức độ này rồi. Thiên kiếp trừng phạt, nhắm vào thân thể cũng nhắm vào trong lòng, từ cực đúng là thiên tài trời ban, cuối cùng cũng thành đạo rồi. Còn bên dưới, vô số dân chúng ngửa mặt lên nhìn bầu trời, cảm thụ khí tức hùng vĩ như tới từ hồng hoang thượng cổ, cảm giác uy nghiêm thần bí cổ xưa bao phủ trong lòng, không một ai nổi lên suy nghĩ chống lại thiên kiếp chân chính thức là không ai đối đầu nổi là nỗi sợ hãi và chấp nhận tới từ nội tâm cứ như phàm nhân đối mặt với tiên nhân chịu đựng uy thế của tiên nhân thời khắc này đại đạo của tử cực đã thật sự hòa vào thiên địa tất cả những kẻ bị thiên kiếp của hắn trừng phạt trong lòng không thể sinh ra ý chí chống cự nhưng thứ này lại vô dụng với ninh dạ ninh dạ ngồi phía trước thậm chí còn giơ tay chống đầu mỉm cười nói tử cực ơi là tử cực cuối cùng ngươi vẫn không hiểu ngươi tu thiên đạo ta cũng tu thiên đạo nhưng bây giờ ngươi đã không còn thiên quyến bây giờ ngươi chỉ là một tên quân phiệt cưỡng ép giả mạo thiên mệnh phải trả giá là chịu thiên khiển còn ta là khí vận chi tử đạo cảnh của ta cao hơn ngươi trừng phạt của ngươi hoàn toàn vô dụng đối với tay nói đoạn ninh dạ nhẹ nhàng vung tay chỉ thấy ngàn vạn hào quang lôi đình đều tiêu tán thành vô hình từ cực nổi giận ta là thiên kiếp kẻ ta trừng phạt không thể chống đỡ hắn bất chấp tất cả điên cuồng oanh tạc quy mô chiến trường khuếch đại kịch liệt toàn bộ bầu trời tràn ngập sấm sét phẫn nộ của hắn. Ngươi là thiên kiếp, thế thì ta là trời, ta không cho phép, lấy đâu ra kiếp, ninh dạ dứt khoát dừng tay, chỉ trừng mắt nhìn sang. Một khí thức thần bí khuếch đại từ thân thể hắn, nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Đi tới nơi nào thì nơi đó gió tanh mưa ngừng, mọi thứ như ngưng bật lại. Gốc cây ánh sáng kia sao động, thậm chí phát ra tiên âm như bản nhạc. Bên ngoài là sấm sét vô tận, bên trong là tiên phong ngọc lộ. Sấm sét hay ngọc lộ, đều là ơn vua, nhưng ở nơi này, ninh dạ mới là vua, tử cực. Chẳng qua chỉ là một trọng thần, hống, ninh dạ há mồm hét lên một tiếng, thiên địa lại biến sắc, kiếp phân thiên đạo do sấm sét biến thành lại cuốn ngược về phía tử cực thánh tôn. Kẻ nghịch thiên phải chết, ninh dạ gầm lên, một câu kẻ nghịch thiên phải chết vang vọng trong lòng tất cả mọi người, ngay thánh tôn cũng không ngoại lệ. Những thánh tôn khác đều kinh hãi, chỉ thấy một thân hình còn to lớn uy nghiêm hơn tử cực thánh tôn đã xuất hiện từ vạn tiên thượng giới đạo cảnh lại được triển khai, không ngừng xâm lấn thánh vực của tử cực. Tử cực thánh tôn không khỏi kinh hãi, không thể nào. Ta đã nói rồi, ta là trời, còn ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ phản bội mà thôi. Trong khi đang nói, hư ảnh ninh giả đã bành trướng tới kích cỡ tương đương thiên trung giới, trước mặt y tử cực không khác gì một đứa trẻ. Y xuất chỉ dám xuống tử cực, khí phách vô song, uy lực vô tận, thời khắc này dường như tinh la vạn giới đều cảm thụ được, ngay cả thất giả tinh quân ở khu vực Tam Tinh cũng thấy run rẩy, khí tức này. Còn bên phía Thiên Trung giới, Tử Cực Thánh Tôn nhìn một chỉ của Ninh Giả dạ giáng xuống, đã ý thức được mình không thể tiếp đòn này. Kẻ chúng phải, chết chắc, hắn không thể tin nổi, cũng không muốn tin, nhưng Tử Cực không phục, Ninh Giả dạ mới ở cảnh giới nhân hoàng, nhưng lại nắm giữ đạo cảnh cao hơn mình. Tử Cực hét lớn một tiếng, dốc toàn bộ lực lượng bản thân, tất cả đạo tác nhập vào thân thể, hóa thân thành sấm sét tạo thành thiên cước lôi thần điều động thần thần uy đạo lực của mình dầm một cú va chạm khủng khiếp tới mức xưa nay chưa từng có bộc phát khác với mọi người tưởng tượng trận giao chiến siêu cấp này không hề tạo ra cảnh tượng thiên địa sụp đổ khi hai luồng lực lượng này va chạm thời gian như ngưng động không có chuyện gì phát sinh nhưng ngay sau đó chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện từng hào quang lóng lánh mê ly như lưu ly vỡ vụn lóng lánh ánh sáng đó là không gian vỡ nát tử cực và ninh dạ va chạm khiến không của bầu trời này tan vỡ. Sau đó mới là từng luồng hào quang lóe lên, các đại thánh tôn dồn đập ra tay tự vệ, vụ va chạm cách bọn họ quá gần. Chỉ thấy các thượng giới dồn dập vang lên tiếng lách cách, đó là lực lượng vô thanh vô tức tập kích, khiến tất cả thánh tôn đều hừ một tiếng đau đớn. Ngược lại, bản thân thiên trung giới càng xui xẻo, các thánh tôn chỉ mải tự vệ, dự âm giao chiến đạo cảnh chẳng khác nào thiên kiếp bộc phát trên khắp thiên trung giới. Nhưng ngay lúc này, một luồng lực lượng lóe lên, nâng luồng hào quang hủy diệt đó, đẩy nó về phía chân trời. chương 1464, bàn xà xuất thủ một Là ninh giả, y vẫn còn sức bảo vệ thiên trung giới. Tử cực phẫn nộ như bị miệt thị, ninh giả, ngươi dám khinh thường ta. Ninh giả cười lạnh, ta khinh thường ngươi, còn ngươi thì diệt thế thiên trung. Kẻ nên bị thiên phạt, là ngươi. Cái gì, tử cực trong lòng chấn động, chỉ thấy trong tinh không lại có khí thức vô hình dâng lên, lao về phía bản thân lần này không phải kiếp lôi mà còn đáng sợ hơn kiếp lôi. Là lực lượng mặt sát đạo tắc, là thiên đạo xuất thủ, hắn vốn đã mất đi thiên quyến, khoảnh khắc này ra tay điên cuồng, suýt nữa hủy diệt cả thiên trung giới, cuối cùng khiến thiên đạo phẫn nộ. Tử cực thầm biết không ổn, không quan tâm tới ninh giả, dạ, gào thét ngưng tụ tất cả thần uy đạo tắc. Chỉ thấy hào quang đạo tắc không ngừng lóe lên, lại không ngừng biến mất. Đây là tầng cấp mà mắt thường khó lòng chứng kiến, chỉ thấy nơi này như có một số điểm sáng lấp lánh, nhưng thực ra mức độ nguy hiểm vượt xa quá khứ khổ nỗi từ cực thánh tôn cũng không phải người thường đột nhiên vỗ đầu một cái tiếng nổ vang lên một đạo đình hiền hóa bên trong là một thần nhân chính là hư ảnh của tử cực chỉ thấy lực lượng loại trừ của thiên đạo quét qua hư không đạo đình bị loại trừ hư ảnh của tử cực tiêu biến nhưng bản thân tử cực không bị ảnh hưởng ngay cả ninh giả cũng nheo mắt lại không tệ thậm chí còn chịu được lực lượng loại trừ của thiên đạo thủ đoạn được lắm ninh giả thấy rất rõ tử cực cũng dùng một thủ đoạn ngầm. Thiên đạo vô thức, tử cực có tu đại đạo kiếp lôi, vì vậy hiểu rõ nhất cách ứng phó với thiên phạt. Hắn chỉ trả giá đôi chút, đẩy kẻ chết thay ra chịu. Không tệ, quả nhiên đối thủ tốt cũng là phân bón tốt. Ninh dạ lại hưng phấn, nhưng như vậy có tác dụng không? Dưới tinh không, ninh dạ lại xuất thủ, không ngờ cũng là một đạo đình. Nhưng đạo đình này có điểm khác so với tử cực thánh tôn, là hình ảnh thiên cơ điện, chính giữa là tuyển cơ xích treo cao, thu hút đạo tác không thật không giả, không thực không hư. Thời khắc này, ninh giả đã suy tính năng lực của thiên cơ điện tới tận cùng, tuyển cơ xích vận chuyển toàn lực, không ngừng hấp thu mọi thứ của tử cực, bù đắp thiếu sót của mình. Cửu tự bí dồn dập xuất hiện, không chỉ bổ sung toàn bộ những huyền bí đã thất lạc, còn nâng lên một tầng cao mới. Ninh giả lại hét lên, tử cực, ngươi là thánh tôn, dốc hết bản lĩnh của ngươi ra dây, tác thành cho đại đạo của ta. Tử cực thánh tôn như muốn phát điên. Hắn không ngờ trong tình huống này rồi ninh giả vẫn dám lợi dụng bản thân, tăng cường cho y. Trong lòng bừng bừng lửa giận, nhưng ngay khoảnh khắc này, một suy nghĩ lóe lên trong lòng. Cái gì, tử cực cảm thụ được ý niệm này, thầm kinh ngạc. Nhưng tiếp theo đó ý niệm kia tiếp tục ảnh hưởng tới hắn, nói với hắn, đây là cách duy nhất có thể đối phó với ninh dạ, đánh bại ninh dạ. Lửa giận thiêu đốt lý trí, tử cực không hề phát hiện trên người mình đã có luồng khí đen từ từ xuất hiện, đang bao phủ khắp toàn thân hắc hỏa dần bốc lên, hai mắt tử cực đã hiện lên ánh sáng đỏ. Giết y, giết ninh giả, cho dù từ nay về sau ta có rơi vào ma ngục, cũng phải báo mối thù này. Hắn quát khẽ một tiếng, lại đánh ra một trường. Một trường này không mang theo uy thế hùng hồn như tinh không vạn dặm, không có mây gió ngập trời, nhưng lại khiến ninh giả có cảm giác bị uy hiếp. Không đúng, ninh giả thầm căng thẳng, đổi công làm thủ, nhưng trường này của tử cực không tạo ra ảnh hưởng gì, cứ như gió nhẹ phất qua. Có vấn đề, trong lòng ninh dạ nổi lên ý cảnh giác điên cuồng thế nhưng y không biết vấn đề xuất hiện ở đâu chỉ loáng thoáng ý thức được nếu mình không thể ứng phó chính xác chị e sẽ xảy ra chuyện cùng lúc đó khu vực tam tinh bản thể ninh dạ đột nhiên đứng dậy mắt lóe lên thần quang đến rồi sau tiếng hống này khí thế cuồng bạo dâng lên ngập trời phía xa thất giả tinh quân nhận ra không đúng nhìn ninh dạ trên thiên tầm tỏa khí thế ngập trời thầm kinh ngạc tên này lại giở trò gì vậy ơ ờ, hình như ta cảm nhận được gì đó khoảnh khắc đó thất giả tinh quân cũng cảm nhận được điều gì bấm ngón tay tính toán đột nhiên vui mừng hóa ra là thế được lắm ninh dạ dám ám toán ta may có ông trời thất giả tinh quân đột nhiên bộc phát vậy là thần binh đại đạo trong khu vực tam tinh phát ra một tiếng ong vang vọng gợn sóng vô hình lập tức lan khắp tinh la vạn giới ngay sau đó một luồng lực lượng cường đại tập kích về phía thiên tầm thất giả tinh quân đột nhiên ra tay khiến tất cả tu sĩ thiên tầm kim hành không hiểu chuyện gì xảy ra. Bản thể ninh dạ lại chỉ nói một câu, các ngươi dốc toàn lực chống cự. Nói xong lại ngồi về, nối liền tâm thần với phân thần ninh dạ ở thiên trung giới. chương 1465, bàn xà xuất thủ 2. Thiên trung giới, cảm giác nguy hiểm trong lòng ninh dạ càng lúc càng mãnh liệt. Y biết có chuyện rồi, ngay vấn thiên thuật cũng không tính được vấn đề, nhưng vấn thiên thuật không tính ra, thì Y lại đoán ra được. Nhưng ngay lúc này, một luồng đạo niệm truyền tới, là ý niệm của bản thể khoảnh khắc đó ninh dạ đột nhiên hiểu ra không kịp nói gì chỉ giơ tay chỉ lên không trung thần quang của thiên cơ điện đột nhiên giảm bớt tuyền cơ xích đã hạ xuống thu hồi ngay lúc này y lại định thu hồi thiên cơ điện nhưng ngay sau đó lại nghe một tiếng cười lạnh âm trầm vang lên ninh dạ ơi là ninh dạ giờ mới nhận ra chẳng phải quá muộn rồi à sau khi giọng nói này vang lên chỉ thấy trong tinh không có một khe hở khổng lồ xuất hiện con mắt dọc của bàn xà xuất hiện mà quang thôn tính thiên địa Đồng thời, thiên cơ điện ngừng rơi, chẳng ngờ lại không thể thu hồi. Ma, tất cả thánh tôn đồng thời quát lớn, hào quang thượng giới lóe lên, bát đại thánh tôn đồng thời ra tay với bàn xà. Bàn xà cười lạnh, chỉ có các ngươi mà đòi ngăn cản ta. Cho dù không thể đưa chân thân sang, nhưng với uy thế và bố trí gần ngàn năm nay của bàn xà, muốn ngăn cản bát đại thánh tôn vẫn không thành vấn đề. Đồng thời từ cực thánh tôn gào thét điên cuồng, dốc toàn lực xuất kích. Toàn thân hắn đã hóa thành màu đen, ma khí ngập trời dâng lên, lao về phía ninh dạ, nhưng mục tiêu không phải y mà là thiên cơ điện, tuyển cơ xích. Bái phục, thời điểm này rồi mà ninh dạ vẫn còn tâm trạng nói vậy. Bây giờ y đã hiểu được, mục đích của bàn xà không chỉ là ma hóa tử cực mà còn là ma hóa bản thân. Đúng vậy, ma hóa tử cực đã công khai, còn ý nghĩa gì nữa? Còn gì đáng mưu đồ? Ma hóa ninh dạ, ma hóa thiên cơ điện mới là việc chính. Trong trận giao chiến này lửa lúc trước, không gian tan vỡ, cho nên ma giới xâm lấn dễ dàng hơn hẳn. Mà ninh giả tế ra thiên cơ điện tuyển cơ xích hấp thu đạo tắc, còn tạo cơ hội cho chúa tể bàn xà tiến thêm một bước. Ngươi muốn hấp thu đạo tắc à? Ta cho ngươi, tất cả đạo tắc ma đạo, đều cho ngươi. Đây là điều bàn xà muốn làm. Ma đạo vô tận lũ lượt tuôn trào, không ngừng truyền về phía ninh giả. Thân hình tử diệp cũng hiện lên, cười gắn nói, cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay chúng ta, ninh giả. Thành ma phó của ta ta sẽ trở thành thủ lĩnh thích hợp nhất cho cuộc xâm lược thế giới này. Sau tiếng hô của hắn, trên tuyển cơ xích đã xuất hiện một luồng hào quang màu đen. Lần trước tính toán ninh giả dạ không thành công, có thể nói bản xà tức lộn ruột. Vì vậy hắn luôn chuẩn bị, luôn chờ đợi, luôn bố trí. Đợi chính thời khắc này, có thể nói tất cả đều trong dự liệu của hắn, hơn nữa thân là chúa tể, ninh giả dạ cũng không thể suy tính được kế hoạch của hắn, vì vậy bản xà cực kỳ tự tin. Trận chiến này, bản thân không chỉ gặt hái được từ cực thánh tôn mà còn gặt hái được ninh giả dạ. còn kèm theo cả tuyền cơ xích so với từ cực ninh giả dạ và tuyền cơ xích lại càng quan trọng bây giờ kế hoạch sắp hoàn thành ngay cả bàn xà cũng thấy hưng phấn hắn hạ giọng ngâm một tiếng ma uy trên mắt tăng vọt ma nhãn nhìn tới đâu là vạn vật hóa ma trên trời dưới đất tiếng ma chu dồn dập vang lên tử cực thánh tôn còn hóa thành một luồng sấm sét màu đen tuôn ra ma khí ộ uế vô biên cơn thịnh nộ thiêu chọn hắn khiến hắn từ bỏ tất cả chọn cách nhập ma nếu còn tiếp tục như vậy chỉ e toàn bộ thiên trung giới đều bị hủy diệt trong cùng một ngày thậm chí thánh tôn cũng khó mà thoát khỏi nhưng ngay lúc này ninh dạ lại cười lên trầm trầm bái phục bái phục chúa tể đúng là chúa tể ra tay luôn hào nhoáng như vậy nhưng lão xà nhà ngươi tưởng làm vậy là giải quyết được ta à không phải ngươi nghĩ ta không đoán được ngươi sẽ có thủ đoạn này đấy chứ chúa tể bàn xà cười ha hả ninh dạ ngươi đừng hòng phô trương thanh thế ta đã thấy rất rõ phản ứng của ngươi, ngươi vốn không chuẩn bị. Ninh dạ lại cười phá lên, lần trước ngươi ám toán ta một lần, còn thiếu chút nữa thành công. Ta có ngu mấy cũng không thể cho ngươi cơ hội thứ hai được. Chẳng lẽ ngươi không lấy làm lạ, vì sao lần này ta không hề đề phòng nhà ngươi à? Cái gì, bàn xa ngớ người, nhiều năm tiếp xúc với ninh dạ, hắn cũng khá hiểu y. Đúng, ninh dạ là kẻ xảo quyệt, cho dù phương pháp suy tính của y không có tác dụng với mình, nhưng chỉ cần suy đoán cũng có thể biết chắc chắn mình sẽ động tay động chân trong trận đại chiến này, không lý nào lại không đề phòng. Vì sao y hoàn toàn không phòng bị, không cần hắn nghĩ đáp án, ninh giả đã nói, vì ta đã xóa bỏ mọi cảm nhận đối với ngươi. Cái gì, bàn xa kinh ngạc, chương 1466, trảm ma nghiệp một. Chỉ thấy ninh giả bắt đầu cười khà khà, thật ra ngươi sợ ta ám toán ngươi, ta cũng sợ ngươi ám toán ta. Ngươi là chúa tể, cũng biết pháp môn suy tính, chắc ngươi đã suy tính rất nhiều lần về hành động này. Có phải trong tính toán của ngươi, cái này chắc chắn sẽ thành công, chẳng qua hơi chắc trở mà thôi. Sao y biết được, bàn xa kinh hãi, chỉ thấy ánh sao lóe lên, một thân hình đột nhiên xuất hiện. Thân hình này vừa xuất hiện đã làm giấy lên vạn luồng tinh quang, mang theo khí thức minh mông hùng vĩ, không ngờ lại là đạo cảnh cấp bậc thánh nhân. Không, đã không chỉ là thánh cảnh mà đuổi sát chúa tể rồi. ầm, um, nương theo vạn ánh tinh quang lóe lên, tuyền cơ xích bay lên lại rơi vào tay bóng người kia không được có người định đoạt tuyền cơ xích tuyền cơ xích là mục tiêu chủ chốt trong hành động lần này của chúa tể bàn xà thần vật này mang đại đạo lượng thiên ẩn chứa vô số huyền bí nếu có thể xâm nhiễm thành công tương đương với đóng một cái đinh kiên cố ở chính giới bây giờ có người định cướp đoạt làm sao bàn xà lại chấp nhận cho được chỉ thấy khe hở ma vực đột nhiên mở rộng cái đầu của chúa tể bàn xà như muốn thò sang tiếp đó là tiếng gầm thét phẫn nộ của hắn ma vực khổng lồ lan tỏa bao phủ người đánh lén tuyển cơ xích thậm chí tất cả thánh tôn khác vào trong lúc này hắn đã thấy rõ không ngờ kẻ ra tay lại là một hòa thượng sao lại là một hòa thượng nơi đây không phải phật quốc năng lực của hòa thượng có hạn nhưng vì sao thứ hắn sử dụng lại là thiên đạo chính tông hùng vĩ đường hoàng không không chỉ là thiên đạo chính tông mà còn cái khác đó là ban xa tình ngộ kinh ngạc hét lên vô sinh tại sao lại là đại đạo vô sinh hòa thượng kia cười dài nói hóa ra là vô sinh ma chủ à ta từng nghe về hắn nhưng món nợ này người đợi tương lai rồi tính sổ với hắn hôm nay tuyển cơ xích này về tay ta chắc rồi nói xong giơ tay vồ tới cướp lấy tuyển cơ xích chính là thất dạ tinh quân sau khi chuyển sinh trong lòng hắn chỉ muốn báo thù vì vậy lẻn vào tử cực cung từ rất lâu trước tìm kiếm cơ hội mấy năm nay cũng gây không ít phiền phức cho tử cực cung nhưng sau khi tu vi tiến bộ ý niệm dần khôi phục cũng từ từ ý thức được rất có thể người hại mình lúc trước không phải thương lệnh tuyệt, mục tiêu cũng chuyển sang người ninh giả. Nhưng mãi tới thời khắc này, hắn mới hiểu được toàn bộ. Vì khoảnh khắc này bản thể thất dạ đột nhiên tình ngộ, cuối cùng cũng tìm được phân thân của mình ở thiên trung giới. Hắn cũng như ninh giả, bản thể kết nối với phân thân, lập tức hiểu rõ mọi chuyện, sau đó phản ứng đầu tiên là cướp đoạt tuyển cơ xích. Chỉ cần chiến thắng ở nơi này, thế thì quyết đấu ở khu vực Tam Tinh cũng thắng lợi đạo cảnh có thể truyền giữa bản thể và phân thân, vì vậy thời khắc này bản thể thất giả tinh quân cũng dựa vào liên kết truyền hết cho hóa thân nguyên thần. thất giả hấp thu đạo tác của thần khí đại đạo kia đã nhiều năm, lĩnh ngộ đạo tác đã vượt xa cảnh giới thánh nhân, vì vậy thời khắc này phân thân sử dụng đạo cảnh cường đại áp đảo đối thủ, thậm chí thánh tôn cũng không bằng. đáng sợ hơn nữa là thất giả tinh quân hấp thu đạo tác trong thần khí đại đạo là không cần sàng lọc, vì vậy ẩn chứa đạo tác của cả hai giới chính phản đạo tắc của phản giới chính là vô sinh ma chủ mà bàn xà vừa nhắc tới. Năm xưa chính vô sinh ma chủ đã xâm lấn đại đạo của vị thánh nhân này, khiến hắn thăng cấp lên chúa tể, nhưng từ đây mất đi thiên quyến. Ninh giả vẫn luôn sàng lọc đạo tắc của vị vô sinh ma chủ này. Thất giả lại không cần do dự như vậy, thời khắc này hắn dốc toàn lực thi triển, uy lực thông thiên, hoàn toàn bỏ qua đại đạo của bàn xà, còn cười ha hả nói, người khác phải sợ ma đạo của ngươi, chứ ta đây không sợ, nói xong đã giơ tay nắm lấy tuyển cơ xích, bàn xa vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, hắn không ngờ kế hoạch mà mình khổ tâm sắp đặt nhiều năm mà giữa đường lại có kẻ nhảy ra phá quấy, gần giọng nói, muốn chết à. Sau tiếng nói của hắn, tử cực thánh tôn đã gầm lên bổ xuống đầu thất dạ. Đồng thời trong khe hở lại có một thân hình xuất hiện. Chính là ác sát ma tổ kia, kết hợp với tử cực thánh tôn cùng lao về phía thất dạ. Không ngờ thất dạ hoàn toàn không sợ, triển khai đạo cảnh, tử cực rác rưởi đạo cảnh của ta còn vượt xa ninh dạ. Người còn không phải đối thủ của ninh dạ, dựa vào đâu mà đòi đấu với ta. Chết đi, ánh sao vô tận chiếu tới, dưới khí thức minh mông hùng vĩ đó, vạn vật tan thành cho bụi, ngay cả kiếp lôi cũng biến mất. Tử cực thánh tôn và ác sát ma tổ đồng thời hét lớn lao tới, ba vị thánh cảng giao đấu, chính giữa là tuyển cơ xích không ngừng xoay tròn. chương 1467, Trảm Ma Nghiệp 2 Chúa tể bàn Sa lại bộc phát huy lực khủng khiếp thôn tính cả thiên địa, đè xuống tám vị thánh tôn. Lang gia thánh tôn kêu to, "Ninh giả, dạ, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nhìn xem hôm nay ngươi gây họa gì rồi, cứ tiếp tục như vậy, thiên trung giới cũng khó giữ được." Ninh giả dạ cười ha hả nói, "Sư tổ cứ yên tâm, Ninh giả dạ thề sống chết bảo vệ thiên trung giới, hôm nay chẳng qua là mượn sức địch tác thành cho đạo đồ của ta." "Ngươi lấy gì tác thành?" Vạn Diệu thánh tôn tức giận nói. Ninh giả dạ cười ha hả nói, "Đương nhiên là trảm thánh thành đạo." Nói xong trong tay y xuất hiện một vật là một lưỡi hái đỏ máu đồng thời khí vận thiên đạo hiển hiện tỏa ra vạn luồng hào quang khí vận gia trì uy thế hùng hồn thất dạ ác sát ma tổ và tử cực thánh tôn đồng thời đề phòng ninh dạ đã nâng tay hạ đao nhưng đao này không phải chém bất cứ ai trong ba thánh cảnh này mà chém về một thân hình trong hư không sau đó chỉ nghe một tiếng á thảm thiết một người ngã xuống chính là tử diệp tử diệp hoảng hốt người giết ta làm gì hắn hoàn toàn không ngờ bản thân chỉ là tiểu tốt do bàn xà phái tới thực hiện nhiệm vụ bây giờ kế hoạch đã xong đại lão quyết đấu ninh giả dạ lại ra tay với mình con mẹ nó thế này là sao ninh giả dạ cười ha hả nói người cứ chết đi là hiểu nói xong xuất chỉ đánh tới một luồng linh quang lóe lên từ trong cơ thể tử diệp không ngờ lại là một ninh giả dạ khác sao lại như vậy được tử diệp có nằm mơ cũng không ngờ trong thân thể mình lại có một phân thần của ninh giả dạ. y làm lúc nào nhưng hắn đã không còn thời gian suy nghĩ công kích của ninh giả bây giờ đã vượt ngoài khả năng chịu đựng của hắn, chỉ một đòn thôi, mà đầu ẩn nấp trong thiên trung giới nhiều năm đã hóa thành mây khói tiêu tán. Mà ngay lúc hắn tử vong, ninh giả xuất hiện từ trong cơ thể hắn lại ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, chỉ thấy trong thiên trung giới, tứ hải bát hoang, vô số tiếng hét đáp lại. Tiếp đó lại thấy từng luồng thần quang dâng lên ngập trời, không ngờ đều ngưng tụ thành hình dạng ninh giả. Ngay khoảnh khắc này đã xuất hiện tới ngàn vạn ninh giả. Đây là tinh trần đại đạo của ta thất giả tinh quân kinh hãi, ninh dạ mỉm cười, tốt xấu gì thì ta cũng hấp thu thần niệm của ngươi, lý giải đạo tắc của ngươi, cũng phải học được một chút chứ. Sau đó chỉ thấy vô số ninh dạ đồng thời ra tay, tạo thành một luồng ánh sáng chính đạo minh mông. Trấn quốc thánh tôn và hạo nhiên thánh tôn bật thốt lên. Binh đạo của ta, chính khí đạo của ta, giọng nói của ninh dạ lanh lành, đại đạo thiên hạ đều về bản đạo, lấy một hóa vạn, lại quay về một. Sau tiếng tụng niệm của y, chỉ thấy chân trời có hào quang nhấp nháy vô số ninh dạ bay về phía này. Đồng thời Giang Tiểu Phàm cũng bay lên không trung, chỉ thấy những ninh dạ kia dồn dập bay vào thân thể Giang Tiểu Phàm. Giang Tiểu Phàm á lên một tiếng, phát ra tiếng gầm dữ dội, thân hình biến hóa, không ngờ cũng biến thành hình dạng ninh dạ. Sau đó hắn há to miệng, lại thôn tính toàn bộ ma khí, bản thân đã hóa thành hắc ám, tạo thành ninh dạ áo đen. Còn ninh dạ trong vạn tiên thượng giới lại mặc bộ đồ trắng như tuyết, thánh quang rực rỡ. Lang gia thánh tôn cũng bật thốt lên, đại đạo của ta. Phía trước đã có hai ninh giả, dạ, còn là một chính một tà. Không ngờ ninh giả dạ lại tạo một bản thân tà ác trong thiên trung giới này, ngay cả lang gia thánh tôn cũng không hiểu gì cả. Ngược lại, chúa tể bàn xà thấy vậy gào thét sợ hãi, không tốt. Hắn định tự trảm ma nghiệp, đừng để hắn chết, sau khi nói xong chỉ thấy ninh giả dạ áo trắng đã chém về phía ninh giả dạ áo đen, còn ninh giả dạ áo đen tuy mang đầy tà tính nhưng vẫn mỉm cười đón nhận huya Slim ác sát ma tổ gào thét lao về phía ninh dạ liều mạng bảo vệ ninh dạ áo đen người ngoài nhìn vào chẳng hiểu gì cả ngũ nguyên thánh tôn vạn diệu thánh tôn cũng lẩm bẩm rốt cuộc chuyện này là thế nào ngược lại tài quyết thánh tôn đã hiểu hóa ra là thế hóa ra là thế ninh dạ có phải ngươi đã hoàn thành khảo nghiệm của thiên đạo không tiếng nói này cực lớn lan khắp toàn giới ninh dạ áo trắng cao giọng đáp đúng vậy ta đã hoàn thành khảo nghiệm thiên đạo từ nay trở đi ma đạo không thể xâm nhiễm được Bây giờ thân ta ở ma mà tâm ở chính, trảm mang nghiệp, thành thánh thích. Dứt lời, lưỡi hái chém xuống, ác sát ma tổ dốc toàn lực lao tới, nhưng ngay lúc hắn tấn công, ninh giả áo đen đã nắm lấy ác sát ma tổ, nếu ngươi đã dốc toàn lực cứu ta, thế thì chết trước đi là được. Không, ác sát ma tổ kinh hãi hét lên, chỉ thấy lưỡi hái đỏ máu chém xuống, xoạt, thân thể ác sát ma tổ bị cắt đôi, lực lượng ma đạo dâng trào, nhưng không đợi hắn trùng sinh đã thấy ninh giả áo đen há to miệng, thôn tính toàn bộ ma đạo chương 1468, trảm ma nghiệp ba. Bây giờ hắn là ma đầu ma đạo, nhưng từng trải qua khảo nghiệm của thiên đạo, thân ma mà tâm chính, nội tâm kiên định không hề dao động, cũng há miệng về phía tử cực thánh tôn và thất giả dạ tinh quân. Đồng thời khí thức ninh giả dạ tăng vọt, đòn này của hắn đã chém chết một vị thánh cảnh, có thể nói hoàn thành ngưỡng cửa quan trọng nhất từ nhân hoàng tới thánh cảnh, cũng có tư cách thăng cấp lên thánh nhân. Nhưng ninh giả dạ vẫn không hài lòng mà tiếp tục chém về phía thất giả dạ tinh quân, người cũng là ma. Chém một thánh thành đạo đấu sao cũng không bằng chém tam thánh thành đạo. Thất giả tinh quân nổi giận, tuyền cơ xích nằm trong tay ta. Không sao, ninh giả dạ áo đen lại há miệng hút, chỉ thấy hắc quang trên tuyền cơ xích biến mất, lại tỏa hào quang rực rỡ. Thất giả biết không ổn, vội vàng hô với bàn xà, giúp ta. Bàn xà đang áp chế tám vị thánh tôn, nhưng cũng biết nếu cứ để ninh giả dạ chém tiếp, chỉ e chuyện lớn hỏng bét, con mắt trợn trừng, một luồng sáng chiếu lên người thất giả. Thất giả và từ cực thánh tôn tách ra, không đấu đá nữa. Chỉ thấy lực lượng tinh quang ngưng tụ xung quanh, tạo thành một đường hầm không gian khổng lồ. Sau đó là một luồng tinh quang bắn ra từ đường hầm kia, chính là bản thể thất giả ở khu vực tam tinh ra tay can thiệp. Ninh giả cười ha hả, đang đợi nhà ngươi đây. Giữa ánh tinh quang rực rỡ, trong đường hầm không gian cũng lại xuất hiện một bóng người, mờ mờ ảo ảo, chính là thân hình bản thể ninh giả. Thời khắc này thất giả tinh quân và bản thể ninh dạ đồng thời dùng bản thể vượt hư không tới đây thất dạ hoảng hốt đóng lại hắn vừa dốc hết công sức và tâm tư mở đường hầm giờ lại muốn đóng lại nhưng làm sao ninh giả lại cho hắn cơ hội được chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm vang lên côn lôn kính xoay chuyển ninh giả đã nói kính sinh hằng vũ thánh tôn giúp ta bên kia hằng vũ thánh tôn đã hiểu quả nhiên ngươi là thiên ngoại phi tiên chuyển thế tới cũng được cũng được sau câu này của hắn chỉ thấy đường hầm không gian lại mở rộng đường hầm vốn phải mất một canh giờ mới có thể đi qua được thất dạ ninh giả và hằng vũ thánh tôn liên thủ gia trì, tiến độ tăng vọt. Chỉ thấy trong đường hầm, bản thể ninh giả nhanh chóng bay qua, một luồng thánh quang đã chiếu dọi ra ngoài đường hầm, đánh lên đầu tử cực thánh tôn, ngươi là kẻ thứ hai. Không, tử cực thánh tôn sợ hãi hét lên, sấm xét ma đạo ngưng tụ, bắn về phía đường hầm. Nhưng ninh giả áo đen chỉ há miệng hút một cái là hấp thu được sấm xét ma đạo này. Mà mỗi khi hắn hấp thu một lần, ma nghiệp của bản thân càng cường thịnh khí thế của ninh giả áo trắng cũng theo đó mạnh lên. Tài quyết thánh tôn tặc lưới than thở, đại đạo tài quyết của bản tọa mà người vận dụng được tới mức này. Thân nhập ma mà tâm ở chính, hạo nhiên thánh tôn cũng thở dài, ninh dạ, người đúng là lợi hại, hạo nhiên chính khí của ta cũng không được như vậy. Chỉ thấy huyết liêm lại chém xuống, lần này đánh lên người tử cực thánh tôn, tử cực thánh tôn phát ra tiếng gầm thét không cam lòng. Sau đó toàn bộ thân thể vận vẹo biến đổi, hóa thành ma diễm dữ dội vô biên, ninh giả dạ áo đen không hề khách khí nuốt trọn. Bàn xa biết không ổn, cứ theo đà này tất cả muốn ngày hôm nay đều trở thành lương thực của ninh dạ. Hào quang trên mắt xoay chuyển, chiếu lên người thất dạ, lại định hấp thu phân thân thất dạ trước. Nhưng ngay lúc này bản thể thất dạ ở đầu kia đường hầm không gian đã bắn ra một luồng tinh quang, đừng động vào phân thân của ta. Luồng tinh quang này ngăn cản bàn xa, khiến hắn tức tối la hét, ngu xuẩn, chỉ một phân thân ma đạo thôi mà cũng không nỡ bỏ, nếu không ngay chính ngươi cũng thành lương thực cho hắn đấy. Thất giả dạ tinh quân không hề sợ hãi, ta hóa thân ngàn vạn, thiên địa đâu đâu cũng có thể tung hoành, có chỗ nào mà không đến được. Bàn xà nổi giận cười lớn, người không biết thế nào là chả ma nghiệp đúng không? Cái gì, thất giả tinh quân kinh ngạc, đúng là hắn không biết, nhưng chúa tể bàn xà không muốn giải thích, chỉ thở dài một tiếng là ta tính sai. Ninh dạ, lần này ngươi thắng rồi, nói xong hắn chuẩn bị rụt đầu về, nhưng hai ninh dạ một trắng một đen đồng thời cười nói, ta có nói cho ngươi đi không? Bàn xà ngớ người, chỉ nghe hằng vũ thánh tôn cười nói, bàn xa, người hao hết tâm tư tới đây, cũng phải lưu chút kỷ niệm chứ. Trong lúc trò chuyện, bát đại thánh tôn đã đồng thời ra tay, kiềm chế bàn xa. Lúc đầu bát đại thánh tôn dốc toàn lực ngăn hắn chui sang, nhưng bây lại kiên quyết không cho hắn đi. Nhật diệu thánh tôn cười dài nói, tốt lắm tốt lắm. Ninh dạ, người không phụ lòng kỳ vọng của chúng ta, vận mệnh tương lai của chúng ta phải dựa vào ngươi rồi. Nhất định không khiến ngài thất vọng, Ninh giả dạ cười dài một tiếng, xoay chuyển huyết liêm, lại chém xuống. chương 1469, chảm ma nghiệp 4. Giờ xoay sang chém thất giả tinh quân, thất giả tinh quân lại không định giao đấu với ninh dạ nữa. Đúng như hắn đã nói, đại đạo tinh trần của người này hóa thân ngàn vạn, trời đất bao la, đâu đâu cũng có thể đi tới, vì vậy hắn cực kỳ tự tin mình có thể trốn thoát. Ngàn vạn điểm sáng lóe lên trong cơ thể, phóng khắp tứ phương, thậm chí còn có vài luồng tinh quang cuốn lấy tuyển cơ xích, đến giờ tên này vẫn chưa từ bỏ ý đồ với tuyển cơ xích. Nhưng ninh giả dạ áo đen lại há mồm nuốt, chỉ thấy tinh quang cũng bị hắn thôn tính. Sao lại như vậy được, thất giả tinh quân kinh hãi, hắn lĩnh ngộ thần binh của chúa tể, đạo cảnh thâm hậu, đại đạo tinh trần lại là đạo gốc của hắn, xưa nay chưa một ai ngăn cản được thủ đoạn tinh quang bỏ trốn của hắn. Vì sao lần nào ninh giả dạ áo đen này cũng chỉ hút một cái là xong việc lúc trước tử cực thánh tôn và ác sát ma tổ đều bị ninh giả dạ đánh trọng thương rồi mới nuốt chừng, thất giả tinh quân vô thức cho rằng cần đả thương đối thủ rồi mới làm vậy được nhưng bây giờ hắn mới biết là không cần dường như ninh giả dạ áo đen này có năng lực khắc chế tự nhiên với tất cả ma đạo không không phải khắc chế mà là thu hút thu hút trảm ma nghiệp đây là cuối cùng thất giả tinh quân cũng hiểu ra điều gì đó hắn kinh hãi nhìn ninh giả dạ áo trắng trên đỉnh đầu chỉ thấy khí vận ninh giả dạ vẫn bừng bừng rõ ràng nguyên thần của y đã ma hóa, là biểu hiện sa đỏa vào ma đạo, nhưng khí vận thiên đạo không hề ảnh hưởng. Chảm ma nghiệp, chảm ma nghiệp, chẳng lẽ là, thất giả tinh quân kinh hãi. Không sai, cái gọi là ma nghiệp chính là lấy thân hóa ma, nuốt ma, dùng lực lượng một người nhập ma là quét sạch tất cả ma nghiệp trong chính giới, tinh la vạn giới, tất cả ma đầu đều là lương thực của ta. Ninh giả áo đen đã mỉm cười nói, thất giả, người đã nhập ma thì cũng chung số phận, mặc cho người trốn tới chân trời góc bể cũng đừng hòng trốn thoát. Nói xong hai mắt y hóa đỏ, lại há miệng, phân thân thất giả la hét sợ hãi, không, 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 chỉ thấy thân thể không chịu khống chế rơi vào miệng ninh giả. Nhưng hiển nhiên ninh giả áo trắng không định đợi lâu như vậy, lại chém ra một đao, đầu thân của phân thân thất giả chia lìa. Khoảnh khắc sau đã rơi vào miệng ninh giả áo đen, cảnh tượng này khiến bản thể thất giả cũng kinh hãi. Cuối cùng hắn cũng ý thức được mình đang rơi vào hoàn cảnh như thế nào, định bỏ chạy. Nhưng bây giờ hắn đang trong đường hầm không gian, làm sao chạy thoát. Chỉ thấy ninh giả áo đen mở miệng ra, hút về phía đường hầm, thất giả tinh quân cũng bị hắn hút tới. Sau đó bản thể ninh giả cũng hung hãn hiện thân, ba ninh giả đồng thời đè xuống đầu thất giả tinh quân. Thất giả tinh quân hấp thu thần binh chúa tể, xét theo thực lực đã trên cả từ cực và ác sát ma tổ, nhưng nếu hắn đã nhập ma thì cũng nằm trong thực đơn ma nghiệt của ninh giả, thời khắc này cả phân thân và bản thể đồng thời xuất thủ, ninh giả áo đen há miệng hút vào. Thất giả tinh quân gầm thét điên cuồng, đạo cảnh bộc phát, vô số tinh quang chiếu loạn xạ, toàn bộ thiên trung giới đều nằm trong phạm vi công kích của hắn, cứ như muốn kéo thiên trung giới xuống nước. Nhưng hắn không biết, hắn càng làm vậy, thiên đạo càng phẫn nộ. Âm âm âm, hư không nổi sấm, khí tức hùng vĩ vô biên hạ xuống, bảo vệ toàn bộ thiên trung giới, mặc cho thất giả tinh quân tu vi thông thiên cũng không cách nào lay động. Không thể nào, thất giả tinh quân gào thét điên cuồng, thiên đạo vô thức. Bản thể ninh giả đã nói, thiên đạo vô thức, ta hữu thức. Ý ta tức ý trời. Sau lời nói này chỉ thấy huyết liêm đảo qua, chém lên người thất giả. Khác với đám người tử cực, khoảnh khắc bản thể thất giả vỡ nát, vô số ma niệm ùn ùn bộc phát, một khí tức điên cuồng hắc ám khủng khiếp lan tràn, thậm chí trái tim mọi người cũng đập mạnh. Là trái tim thần bí kia, hóa ra chủ nhân của trái tim thần bí năm xưa từng thấy là vô sinh ma chủ. Nhưng cũng vô nghĩa, Ninh giả áo đen mở miệng, tinh la vạn ma, đều thuộc về ta. Trong tiếng gào thét điên cuồng, toàn bộ tinh la vạn giới rồn dập xung chuyển. Tất cả ma đầu gào thét tuyệt vọng, bọn chúng cảm thụ được một luồng lực lượng cường đại đang quét qua tất cả. Trái tim quỷ dị năm xưa đập ầm ầm ầm, không chịu được lực lượng thôn tính khủng khiếp này, không ngờ lại từ từ tiêu vong. Đúng lúc này trong không gian thần bí kia bỗng có một bàn tay khổng lồ xuất hiện, hạ xuống trái tim, soạt một tiếng, đem nó đi. Thời khắc này tất cả ma đầu trên thế giới, rút lui được thì lập tức rút lui, còn những kẻ không thể rút lui, cho dù cách ngàn vạn năm ánh sáng cũng cảm nhận được lực lượng thôn tính này, sau đó kêu rên thảm thiết, hóa thành cho bụi. Ma nhiệt tiêu vong, thay vào đó là ninh giả dạ áo đen và ninh giả dạ áo trắng song song trưởng thành. chương 1470, tiêu sái rời khỏi một. Thiên trung giới, bàn xa biết phiền to rồi, hắn hét lên, ninh giả, dạ, người được lắm, nhưng nếu người dám nuốt ta, Ma nghiệp cường đại chắc chắn sẽ cắn ngược lại ngươi. Cho dù ngươi vượt qua khảo nghiệm của thiên đạo cũng vô dụng. Hắn còn tưởng Ninh Giả dạ sẽ phản bác, không ngờ Ninh Giả dạ lại gật đầu, ngươi nói đúng, vì vậy. Dừng ở đây thôi, nói xong lại vung huyết liêm, chém về phía áo đen. Sau khi hấp thu ma nghiệp khổng lồ, hai mắt Ninh Giả dạ áo đen đỏ ngầu, ma niệm của bản thân đã cường đại tới mức khó mà chịu nổi. Khi đao này của Ninh Giả dạ chém xuống, không ngờ Ninh Giả dạ áo đen lại ra tay ngăn cản gương mặt y vặn vẹo nói không khoảnh khắc sau thiên cơ điện từ trên cao chiếu thánh quang xuống tuyền cơ xích phóng thích đạo tắc khí vận thiên đạo gia trì tinh thần ninh giả áo đen hơi nới lòng. huyết liêm chém xuống ầm bàn xà lại phóng ra một luồng sáng đánh về phía huyết liêm khoảnh khắc sau trên chín tầng trời tất cả mọi người đồng thanh hô to phản âm vang dội hư không xoay chuyển hào quang của bàn xà đánh vào huyết liêm như bị cái gì ngăn lại khoảnh khắc sau huyết liêm giáng xuống đánh lên người ninh giả áo đen, chỉ nghe một tiếng cạch giòn giã. Như có thứ gì tan vỡ, lại giống tiếng xé vải, lanh lảnh mà trầm trầm. Tiếp đó thân thể ninh giả áo đen run rẩy trong người tuôn ra vô số khói đen, tất cả tan vỡ. Khí tức khủng khiếp mà quỷ dị bốc hơi như nước, hoàn toàn không còn tung tích. Mãi tới cuối cùng vang lên tiếng nổ, làn xương xám biến mất. Trên bầu trời lại có một bóng người hiện lên, chính là Giang Tiểu phàm Thần quang lẫm liệt, đạo cảnh thăng tiến, không ngờ đã thành thánh cảnh. Không, bàn xa gào thét tuyệt vọng, trảm mang nghiệp, y thành công rồi, khoảnh khắc sau bản thể và phân thân ninh giả hòa làm một thể, thần quang ngập trời lóe lên, ninh giả cũng bắt đầu thăng cấp lên thánh cảnh. Nhưng y thăng cấp lên thánh cảnh lại khác với mọi người, không chỉ thiên trung giới mà cả tinh la vạn giới đều cảm thụ được có một tồn tại vĩ đại đang ra đời. Đó là lực lượng như ở đẳng cấp chúa tể, đạo truyền khắp nơi, chỉ trong chớp mắt ý chí của ninh giả đã lan khắp tinh la vạn giới. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều chứng kiến một vị thánh nhân bước ra khỏi mây xanh, đi tới trước một đầu rắn khổng lồ. Cao giọng nói, bản giới vô ma. Sau tiếng nói của y, khe hở ma vực đột nhiên khép lại, đồng thời một đầu rắn khổng lồ rơi xuống, thân rắn rụt về, thậm chí còn phát ra tiếng gào thét dữ tợn ninh dạ. Ta chờ ngươi, ta sẽ đến, ninh dạ giơ một tay nhấn xuống, đầu rắn tiêu vong. Cảnh tượng này chiếu dọi vào đáy lòng ngàn vạn người, cuối cùng biến mất. Lang ra thượng giới, bát đại thánh tôn tề tụ ở đây. Không, phải nói là thập đại thánh tôn, bao gồm cả ninh giả và giang tiểu phàm vừa gia nhập. Như vậy chả ma nghiệp là bản thân thành ma, loại bỏ ma trong chính giới. Nhật diệu thánh tôn thở dài, đây là nguyên nhân vì sao lại có khảo nghiệm thiên đạo. Nếu không thông qua khảo nghiệm thiên đạo, bản thân thành ma cũng là thành mồi cho hổ, còn giúp ngược lại đối phương. Vì vậy ngàn vạn kỷ nguyên qua chưa một ai thành công. Ninh giả mỉm cười nói, cũng chưa chắc, chúa tể bàn xà đã biết tới trảm ma nghiệp chứng tỏ trước đây cũng có người thành công. Mấy vị thánh tôn vẫn chưa hiểu, vậy vì sao ma đạo chưa bị diệt sạch? Đương nhiên là cho tàn lại cháy, Ninh Dạ nói, khảo nghiệm của Thiên đạo là từng tầng nối tiếp nhau. Đầu tiên thông qua khảo nghiệm đầu tiên, tiếp đó là khảo nghiệm Trảm Ma nghiệp. Nếu khảo nghiệm đầu tiên là chuẩn bị cho Trảm Ma nghiệp đợt 2, thế thì Nhật Diệu thánh tôn đã hiểu, Trảm Ma nghiệp là để chuẩn bị cho khảo nghiệm đợt 3. Ninh Dạ gật đầu, ta cảm nhận Thiên đạo nên biết, muốn lên tới cảnh giới thứ 9 thì phải diệt trừ ma giới, thống nhất chính phản cho nên muốn lên tới tầng thứ ba là phải vào trong phản giới. Thế thì đúng rồi, chẳng trách phải trảm ma nghiệp, mọi người nghe vậy đã hiểu, đã vào ma giới, bị ma nghiệp xâm nhiễm, thì phải có sức chống cự từ trước. Vì vậy khảo nghiệm của thiên đạo đợt đầu là lựa chọn chính ma, đợt hai là thân nhập ma mà lòng ở chính, tự trảm ma nghiệp. Tầng thứ ba chính là bản thân đi vào ma giới, truyền bá ánh sáng chính đạo mà không bị xâm hại. Ninh giả đã hoàn thành hai đợt, còn đại đa số tu sĩ còn không qua được đợt đầu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ninh dạ mới cảnh giới thánh nhân mà có thể trình chiếu cảnh tượng thăng cấp của mình khắp tinh la vạn giới, có lẽ những người chả ma nghiệp thành công đều phải ở cấp bậc chúa tể. Tuy bây giờ ninh dạ là thánh cảnh, nhưng đạo đồ thông suốt, đã đạt tới cấp bậc chúa tể. Bây giờ bát đại thánh tôn liên thủ, y chỉ cần một ngón tay cũng có thể đè chết. chương 1471, tiêu sái rời khỏi hai. Đương nhiên y cũng không muốn làm vậy, bây giờ ninh dạ đã thăng cấp xong, không có bất cứ ác ý gì với thiên trung giới. Y truyền thụ tri thức liên quan tới thiên đạo cho chư vị thánh tôn cũng là cảm tạ bọn họ. Nhưng đây vốn là cơ mật, không thể tiết lộ ra ngoài, vì vậy ninh giả cũng bị trách phạt nhất định, giảm trừ một phần khí vận thiên đạo. Nhưng ninh giả không để ý, y còn đủ thời gian tiếp tục tăng cường bản thân. Quan trọng nhất là đại viễn trinh tương lai chắc chắn không chỉ giới hạn ở chính giới mà còn bao gồm phản giới. Những thánh tôn này, tương lai chắc cũng tham gia đội ngũ đại viễn trinh của y. Trong tình huống như vậy, có trả giá một chút cũng đáng giá khác với những thánh tôn chúa tể trong quá khứ ninh dạ luôn hiểu để càng nhiều người gia nhập chính đạo mới là đúng đắn đúng rồi ninh dạ dựa theo phân chưa trước đây bây giờ đạo cảnh của ngươi đã có thể phủ khắp tinh la vạn giới đáng lẽ phải coi là chúa tể chứ sao lại là thánh nhân vạn diệu thánh tôn đột nhiên nói ninh dạ cười nói chỉ phân chia theo đạo cảnh thì có thể coi là vậy tu vi tới bước này rồi thì cảnh giới không còn quan trọng quan trọng là trình độ hòa hợp giữa bản thân và thiên đạo hơn nữa ta có thể làm được như vậy là vì đây là đặc tính của bản thân thiên đạo đạo của ta hòa vào thiên đạo thiên đạo ở đâu thì ý chí của ta ở đó nhưng tình huống này sẽ không kéo dài vì sao vì cho tàn có thể cháy lại mà đạo sẽ lại xâm lấn ninh dạ trả lời ninh dạ thăng cấp trực tiếp dẹp yên toàn bộ ma lực trong chính giới nhưng vẫn là chị ngọn chứ không chị gốc chưa loại bỏ phản giới thì ma đạo vĩnh viễn không bao giờ suy kiệt ngay cả chúa tể bàn xà kia tuy bị chém nứt đầu nhưng vẫn chưa chết hắn quá cường đại cường đại tới mức tạm thời ninh giả không thể đối phó nổi thậm chí không dám tiếp tục hấp thu mà ma đạo tiếp tục xâm lấn chiều động đạo cảnh của ninh giả cũng suy giảm theo đây chính là điều mà tới cuối cùng tu sĩ thiên đạo ắt sẽ gặp phải người giảm ta tăng người tăng ta giảm vì vậy tới bước này của ninh giả không cần nghĩ tới điều khác trừ ma là thăng cấp khu vực tam tinh trên thiên tầm một luồng sáng lưu chuyển ninh giả đã xuất hiện trên thiên tầm tiếp đó lại có một người là gian tiểu phàm hắn kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, mãi tới bây giờ mới biết căn cơ của sư phụ. Ninh dạ nhìn thần binh đại đạo phía Á, tiện tay vẫy một cái, chỉ thấy khối kim loại vuông vắn kia bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng biến thành lớn cỡ bàn tay, nhưng không ngừng vặn vẹo biến hóa, trông như khối Rubik đang tự xoay chuyển không ngừng. Trên đó còn có thần quang đạo tắc nhấp nháy, trải qua như dòng sông, nhưng thi thoảng còn chen một chút khí tức ma đạo. Ninh giả dạ tiện tay vuốt một cái, khí tức ma đạo đã bị loại trừ. Từ sau khi trả ma nghiệp, mà đạo đã không thể ảnh hưởng tới y, có thể loại bỏ hết sức dễ dàng. Trước đây Ninh giả và thất giả tinh quân đều cho rằng thần binh đại đạo này mới là mấu chốt để bọn họ phân thắng bại, nhưng thực tế nó chỉ là phần thưởng cho người chiến thắng. Thời khắc này y nhẹ nhàng loại bỏ ma niệm trên đó, bảo vật đã khôi phục hoàn chỉnh. Ninh giả quan sát vài lượt rồi tiện tay ném cho Giang Tiểu Phàm cho ngươi. Giang Tiểu Phàm kinh ngạc, sư phụ, đây là thần binh chúa tể. Không thành vấn đề. Ninh giả dạ khoanh tay sau lưng nói, từ khi tu đạo đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu à. Tất cả bảo vật đều là ngoại lực, bây giờ bên cạnh ta chỉ có một mình ngươi thành thánh, không cho ngươi cho ai. Lần này có thể coi là giang tiểu phàm hưởng phúc của ninh dạ, hắn vốn là vô nhai tiên tôn chuyển thế, thần đạo đã có thành tựu, vốn có hy vọng thăng cấp lên thánh cảnh, nhưng vẫn kém một bước thế nhưng chốt thăng cấp lên thánh cảnh, đó là một chuyện lớn thay đổi cả thiên địa, giờ ninh dạ mượn thân thể hắn trảm mang nghiệp, tương đương với đẩy hắn đi nốt nửa cuối chặng đường, thăng cấp hết sức thuận lợi. Còn ninh dạ lại càng ghê gớm, y trừ khử tất cả ma đạo ở chính giới, đây là một bước cực kỳ trọng để trở thành chúa tể nhưng đã hoàn thành trước khi thành thánh, theo một ý nghĩa nào đó y đã là chúa tể, chỉ cần thêm một ít thời gian cô động bản thân. Mà loại cô động này là tiếp tục đại viễn trinh thiên giới. Vì vậy sau khi thành thánh, ninh giả dạ có ở lại thiên trung giới cũng không còn ý nghĩa gì, y muốn tiếp tục xuất trinh. Nhưng lần này xuất hành lại khác với làn trước, ninh giả dạ không cần dùng thiên tầm đi lại nữa, vì vậy y chọn cách dùng thân thể đi qua hư không, du lịch qua càng nhiều nơi trong chính giới, còn tu sĩ thiên tầm được Giang Tiểu Phàm dẫn dắt tiếp tục ngao du chư thiên. Chương 1472, Vân Du 1. Ngoài ra đại viễn trinh lúc trước chủ yếu là diệt ma. Bây giờ đại thế của Ninh Giả đã hoàn thành, mà đạo bị tiêu diệt, tuy có thể cháy lại từ đống cho tàn, nhưng cứ giao cho tu sĩ thiên tầm và thánh tôn thiên trung giới là được, Ninh Giả không cần lo lắng. Vì vậy lần này y du lịch là thật sự du lịch, mục tiêu cũng chỉ có một, bù đắp thiên đạo của bản thân, hoàn thiện bản thân, dùng đại đạo hoàn mỹ đạt tới cảnh giới chúa tể, lại xâm lược ngược lại ma giới. Con đường phía trước đã có kế hoạch, đối với ninh dạ, mọi chuyện cũng đơn giản hơn nhiều. Đương nhiên, cũng phải động viên bọn chỉ vãn ngưng một chút, vì vậy ninh dạ lưu lại một phân thân bầu bạn với các thế tử. Thời khắc này y giao thần binh đại đạo cho Giang Tiểu Phàm rồi nói, từ nay trở đi, mọi chuyện ở đây giao cho ngươi. Vâng, Giang Tiểu Phàm cúi người nhận lệnh lại nhìn ninh giả, bước vào hư không, đã ra xa cả triệu dặm chỉ vào bước sau đã biến mất trong tinh không vô tận. Đây là một tinh giới màu đỏ lửa, toàn bộ thế giới như địa ngục hỏa diễm, không người nào có thể sinh sống trong tinh giới này, nhưng đối với một số tồn tại đặc thù mà cường đại lại khác. Ở trung tâm của tinh giới, một thánh nhân đang lặng lẽ nhập định tại đây, ngoài hơi thở mỏng manh hầu như không có động tĩnh gì. Nhưng mỗi khi hắn hít hơi vào, ngọn lửa trong toàn bộ tinh giới sẽ tiêu vong, nội liếm, mà lúc thở ra, ngọn lửa lại dâng trào mãnh liệt. Mỗi lần hít thở là một ngày, trong một ngày đó lửa bùng lên thu lại, y như ngày và đêm. Tinh giới không có nhân loại nhưng vẫn có sinh linh, một con thú có bầm đầu mọc sừng đang lên lên trên nham thạch trụi lùi. Nó men theo khe hở trên nham thạch đi tới, mãi tới khi gặp một số tinh thể màu đen, nó duỗi cái lưỡi dài ra, cuốn tinh thể vào bụng. Do ngọn lửa thường xuyên quét qua nên nơi này hầu như không một ngọn cỏ, những tinh thể màu đen này là đồ ăn của đám thú này, theo ý nghĩa nào đó chúng cũng là căn cơ cho sinh mệnh. Đột nhiên con thú phát hiện ra điều gì đó, lao thẳng ra ngoài. Nhưng đã muộn, một bóng đen lao qua bầu trời, hạ xuống bên cạnh con thú. Phốc, móng vuốt sắc bén móc thẳng vào trong lòng con thú, mổ bụng phanh thây, sau đó sẽ tọa thành hai nửa. Con thú kia không có cơ quan phát âm, thậm chí không kịp kêu thảm đã bị con thú vải đen khổng lồ này giết chết sau đó con thú khổng lồ lớn gấp ba lần thú có bẩm kia nhấc đầu con mồi lên, vặt ra vứt qua một bên, đầu của thú có bẩm chứa đầy tạp chất, ăn không ngon. Nó cầm thi thể con mồi, đứng thẳng lên như người, đi về phía hang ổ của mình. Chẳng bao lâu sau trong khe hở đã có sinh vật màu đen to cỡ bàn tay lít lít nhít chui ra, trông khá giống nhện, bọn chúng bỏ kín đầu con thú có bẩm, bắt đầu dùng móng vuốt phân chia cái đầu, chuyển về ổ của mình. Còn ở đằng khác, con thú vảy đen cũng trở lại hang ổ của mình, hai con thú vảy đen nhỏ đang gào khóc đòi ăn. Con thú mẹ không ném đồ ăn cho con mình ngay mà gầm lên. Hai con thú con nhìn đồ ăn trên không chung, không tranh giành mà quay sang đánh nhau. Cho dù chỉ là thú non nhưng thời khắc này bọn chúng vẫn cực kỳ hung tàn, chém giết lẫn nhau, dùng bàn chân phủ kín lân phiến cắn xe đột phá, thậm chí phần sau còn hóa thành lưỡi đao đâm về phía huynh đệ của mình. Cuối cùng một con thú vảy đen non giành được chiến thắng, kẻ thất bại thụ thương ngã xuống đất. Thú mẹ gầm nhẹ một tiếng, chia đồ ăn trong tay thành 3 phần, hai lớn một nhỏ, hai phần lớn ném cho con non đã chiến thắng, phần nhỏ cho kẻ thất bại. Đây là pháp tắc sinh tồn của thú vải đen, chỉ có kẻ mạnh mẽ nhất mới có tư cách sống sót. Thú mẹ còn khá yêu con, không để cho con non thất bại chết đi, nhưng thú mẹ biết đứa con đáng thương này đã thất bại quá nhiều lần, có lẽ không bao lâu nữa cũng tới lúc phải từ bỏ. Trong lòng thoáng thương cảm, thú mẹ phát ra tiếng hô thương xót, còn con thú non thắng lợi ăn đồ ăn mẹ vừa cho như hùm như sói đồ ăn còn lớn hơn người nó, nhưng con thú nhỏ chẳng khác nào cái động không đáy, nuốt cả nửa con thú có bầm kia, chuyện này khiến cái bụng của nó phình to hơn cả thân thể, nhưng hoàn toàn không có vấn đề gì. Con thú non ăn uống no say, thỏa mãn nằm trong ổ, chỗ đồ ăn này có thể giúp nó không ăn không uống trong vòng nửa tháng. Đột nhiên một ngọn lửa vọt lên từ dưới nền đất, hống, thú mẹ phát ra tiếng gầm lo lắng, hai con thú nhỏ vừa ăn xong còn chưa kịp phản ứng lại, cùng hoang mang nhìn lên bầu trời. Thú mẹ đã tóm lấy hai con, lao vào trong hang động đầy đá đen gần đó. Chương 1473, Vân Du 2. Sau đó chỉ thấy trong khe hở nham thạch đằng sau, vô số ngọn lửa phun trào, toàn bộ tinh giới tràn ngập trong ánh lửa. Thú mẹ không hiểu gì cả, vì sao lần này ngọn lửa bộc phát đột ngột như vậy, nhưng nó không thể nghĩ nhiều, nhất định phải vào trong hang núi trước khi ngọn lửa bao phủ toàn bộ tinh giới, nếu không không còn cơ hội. Hai con thú nhỏ la hét, bọn chúng không biết phối hợp làm chậm tốc độ của thú mẹ mà ngọn lửa phun ra càng lúc càng nhanh cũng càng lúc càng rộng thấy không kịp trở lại trong hang thú mẹ cũng hà quyết tâm ném con thú nhỏ thất bại ra ngoài ôm đứa con mạnh mẽ hơn dốc toàn lực lao vào trong hang thậm chí nó có thể cảm nhận được tiếng con mình kêu gào đằng sau ngọn lửa đang nuốt trọn nó với thể trạng của thú non nó không chống chọi được bao lâu thế nhưng thú mẹ không còn cách nào chỉ có thể từ bỏ nó rên dĩ đầy bất đắc dĩ cuối cùng trước lúc ngọn lửa nuốt trọn bản thân mới lao được vào hang động, con mắt đen lấy nhìn về phương xa. Khoảnh khắc sau, cảnh tượng khiến nó kinh ngạc xuất hiện. Một thân hình màu trắng đứng sừng sững trong lửa, tay cầm con trai nó. Ngọn lửa hừng hực, nhưng không làm tổn thương tới thân hình này. Hống, thú mẹ phát ra tiếng rên rỉ nôn nóng, thân hình màu trắng mỉm cười nhìn nó con của ngươi. Nhưng ngươi đã từ bỏ, hống, tiếng gầm phẫn nộ nôn nóng lại vang lên đã vô cấu rồi mà còn chưa khai trí. Ninh Dạ thở dài một tiếng. Quả nhiên ở đây vô cấu cũng là bình thường, chỉ có thân thể cường đại chứ không phải nguyên linh. Thú vị, không có thần hồn tương ứng mà cũng có thể đạt tới vô cấu. Chắc là vì ngươi hả? Trên bầu trời vang lên tiếng ong ong. Bản tôn thiên khôi thánh tổ, chẳng hay các hạ là thần thánh phương nào? Ta tên Ninh Dạ, Ninh Dạ nói. Phân du tới đây không muốn quấy nhiễu thánh tổ thanh tu. Thiên khôi thánh tổ nói luôn, nếu đã biết là quấy nhiễu sao còn không đi đi? Lại trực tiếp ra lệnh đuổi khách, ninh giả dạ cười nói, không thích gặp khách đến vậy à? Sợ ta nhìn ra huyền trong tinh giới, hay là đại đạo mà ngươi tu hành? Thiên khôi thánh tổ hư một tiếng nói, ta thấy tuy ngươi là thánh cảnh nhưng tuổi tác không lớn, chắc mới thành thánh chưa lâu. Sao nào, cảm thấy mình có thể tung hoành rồi à? Ninh giả dạ đáp lời, đúng là ta thành thánh chưa lâu, bây giờ mới hơn ngàn năm. Nhưng tung hoành thì không tới mức đó. Chẳng qua một lòng tu đạo, tìm hiểu huyền bí trong thiên địa, vì vậy những nơi nào chưa từng thấy thì đều muốn tới xem thử. Nói lại thì thánh nhân tu thiên đạo, thiên ý ở tứ phương. Thành thánh ngàn năm, ta cũng gặp một số thánh nhân, đại đa số đều ngao du tinh giới, rất hiếm thấy ai bế quan lâu dài như vậy. Ngươi coi như một người, giọng nói của Thiên Khôi Thánh Tổ đã mang vẻ phẫn nộ, nơi này có chủ rồi, thần bí gì đi nữa cũng không liên quan tới ngươi. Ninh Dạ lại nói, năm xưa khi ta chưa thành thánh cũng từng bị một vị thánh tôn truy sát, chỉ để truy tìm một số bí mật của ta. Lúc đó ta rất căm hận hắn, nhưng bây giờ thành thánh, cũng có thể hiểu cho hắn. Huyền bí trong thiên địa này cũng như tiên pháp, bảo vật thần khí trong giai đoạn tu hành năm xưa, sức hấp dẫn rất lớn. Bây giờ chúng ta trông ngóng thiên đạo, tìm hiểu huyền bí, bù đắp thiếu sót của bản thân. Thấy chỗ nào lạ là như thấy bảo bối, không cần lấy được, chỉ cần biết được. Kính xin thiên khôi thánh tổ dơ cao đánh khẽ, cho ta tìm hiểu một phen. Đừng có mơ sau tiếng gầm của thiên khôi thánh tổ, mây gió dấy lên, sát ý ngập trời chút xuống. Tuy thiên khôi thánh tổ ở sao hỏa nhưng thời khắc này ra tay lại không hề liên quan tới hỏa, mà là một luồng khí tức túc sát tiêu điều ập tới. Dưới khí tức này, vạn vật điêu linh, sinh cơ ảm đạm. Tất cả hóa thành hư ảo, thậm chí những khoáng thạch cũng không ngoại lệ, cứ như bị xóa bỏ khỏi thế giới này. Ninh dạ lại càng hứng thú, nhớn mày nói thiên đạo loại trừ. Không, không đúng, hình như đây là một loại đại đạo sinh tử nào đó xóa bỏ tất cả sinh cơ cũng không đúng ninh giả dạ càng phân tích càng hứng thú thậm chí còn liếm môi một cái cứ như không phải thiên khôi thánh tổ đang tấn công y mà là đang đưa đồ ăn cho y một luồng khí thức yên diệt xoay chuyển quanh người y sao động nhưng không thể tạo ra bất cứ hiệu quả nào đối với y cứ như đại đạo thần bí này vén lớn khăn che mặt của mình cho ninh giả dạ thấy phơi bày toàn bộ không còn chút thần bí nào thiên khôi kinh hãi đây là thánh nhân ra sao vì sao có thể bỏ qua hoàn toàn công kích của bản thân? Hắn càng kinh hãi, càng khủng hoảng, ra tay cũng càng mãnh liệt. Khí tức hưu quạnh túc sát càng lúc càng hùng hồn, vì vậy Ninh Dạ cũng càng ngày càng nhìn rõ hơn. Chương 1474, Vân Du Ba Ninh Dạ lẩm bẩm, còn có một chút đại đạo chuyển hóa sinh mệnh trong đó, thú vị. Đây là thứ người gặt hái được từ thế giới này, hóa ra không phải hủy diệt mà là sáng tạo, một sinh một tử, đều trong thiên lý tự nhiên, thế thì đúng rồi cái gọi là thiên đạo bất nhân không phải vì trời cao không có đức hiếu sinh mà vì sinh tử luân thường vốn là chân ý mà thiên đạo nên có còn sống thì sợ chết nên mới nói là trời cao không có đức hiếu sinh chẳng qua chỉ là muốn thoát khỏi vận mệnh dãy dụa vô nghĩa mà thôi sốt cuộc ngươi là ai thiên khôi thánh tổ gầm lên giờ hắn đang rất mâu thuẫn tấn công đối thủ thì đối thủ trực tiếp lôi lực lượng của bản thân ra nghiên cứu không tấn công thế chẳng hóa ra nằm ngửa cho người ta đùa bỡn thực lực tranh lệch cực lớn khiến thiên khôi thánh tổ chấp nhận hiện thực một cái bóng xuất hiện ngưng tụ thành một tu sĩ lại là một tồn tại tóc dài chấm vai không một mảnh vải đối với thánh nhân quần áo tướng mạo đều là ngoại vật chỉ có bản chất tự tại trong lòng thời khắc này thiên khôi hiện thân cuối cùng cũng ngừng ra tay với ninh dạ nói rốt cuộc ngươi muốn thế nào ninh dạ cười đáp nói vậy là ngươi nhận thua rồi không sao ngươi có đồng ý hay không thì ta cũng muốn xem nhưng ngươi yên tâm ta sẽ không hại ngươi nói xong chìm xuống bên dưới thiên khôi thánh tổ ra mặt rồi nhưng ninh dạ lại chui xuống đất thiên khôi tức giận chỉ có thể đi theo chỉ thấy ninh dạ chui thẳng xuống tất cả đất đá đều tránh sang tạo thành một con đường cho y tốc độ của y không nhanh như đang dạo chơi trong lòng đất đi suốt cả chặng đường còn ngắm nghía xung quanh cứ như vách núi có cảnh tượng gì đẹp thi thoảng y còn tặc lưỡi quả nhiên có liên quan tới nơi này hóa ra là một thế giới chứa đạo à, à ngươi không cần sốt sắng như vậy có phải ta chưa từng thấy thế giới chứa đạo đâu, năm xưa thánh nhân đầu tiên ta gặp còn định sáng tạo thế giới chứa đạo nghịch ngũ hành. Thế giới chứa đạo nghịch ngũ hành, tự tìm đường chết gà, thiên khôi sừng sốt, đúng vậy, tự tìm đường chết, vì vậy gặp thiên khiển, bị trọng thương, chạy tới thế giới của chúng ta. Đường đường thánh nhân mà bị một đám niết bàn giết chết, luân hồi mấy ngàn năm vẫn không sống lại được, cuối cùng rơi xuống tay ta, tác thành cho ta. Ninh giả thuận miệng đáp, thiên khôi thánh tổ theo sát sau lưng y, sau đó thì sao? Ninh dạ mỉm cười quay đầu lại, người bế quan bao lâu rồi? Thiên khôi thánh tổ tính toán một chút rồi đáp, 23.000 năm. Đúng là du rú xó nhà, ninh dạ thở dài, đi tiếp, à, đừng nói ta chiếm lợi của ngươi. Ngươi để ta quan sát chỗ này một hồi, lát cũng có thể cho ngươi một ít cơ duyên, coi như hòa nhau. Cơ duyên gì, thiên khôi thánh tổ hỏi luôn, ninh dạ giơ tay chỉ một cái, một điểm tinh quang xuất hiện trên trán Thiên Khôi Thánh Tổ cái này thì sao? Chỉ thấy ánh mắt Thiên Khôi Thánh Tổ sáng ngời, lộ rõ vẻ vui mừng, chắp tay nói, "Đa tại đạo huynh. Bây giờ thì không còn vấn đề gì chứ?" Ninh Dạ mỉm cười, trong lúc trò chuyện đã tới trung tâm tinh giới này. Bản thể của Thiên Khôi đang nằm tại đây, thần niệm Thiên Khôi trở về bản thể, hai mắt mở ra, biển học không có trước sau, ai có thành quả thì người đó đứng trên. Thủ đoạn của đạo huynh hùng mạnh, ra tay hào phóng, là thiên khôi vô lễ, kính xin đạo huynh thứ lỗi. Còn huyền bí nơi này, ta cảm ngộ 23.000 năm mà chưa hiểu được toàn bộ. Nếu đạo huynh hứng thú cũng có thể ở lại nơi này. Hắn còn chưa dứt lời, ninh giả đã lắc đầu nói, 23.000 năm thì lâu quá, ta không có thời gian dài như vậy. Xem một chút là được, nói đoạn, y vung tay lên, một luồng đạo vận hiển hiện khí tức huyền ảo lan khắp trung tâm tinh giới. Chỉ thấy vô số hào quang lóe lên, những hào quang đó biến thành hình người, nói chuyện, nằm ngồi đi lại, cao giọng cười nói, y như người sống. Cảnh tượng này cũng không phải là lạ, nếu có đại năng nào đó thanh tu ở đây, thần uy hiển hóa, thường tạo thành phúc địa, thậm chí để lại thần thông, lưu hình ảnh trên tường. Nếu là thánh nhân còn có thể lưu lại di tích đạo tắc, từ đó sáng tạo ra vô số động thiên phúc địa. Nhưng rõ ràng những bóng người trước mắt không phải như vậy, hiển nhiên bọn họ đều là phàm nhân. Có lẽ những phàm nhân này sinh sống từ mấy chục triệu năm trước, bây giờ đã không còn tồn tại, nhưng bọn họ đã từng sinh sống, dùng phương thức đặc biệt nào đó lưu lại dấu ấn trong không gian đặc biệt này. Vì vậy điểm thần kỳ không phải là người mà là nơi đây. Thời khắc này thấy đại đạo ẩn chứa trong đây hóa thành hình ảnh, thiên khôi thánh tổ kinh ngạc, người có thể hiển hóa toàn bộ bọn họ. chương 1475, Vân Du 4 Thiên khôi thánh tổ tu hành ở đây hơn 2 vạn năm, đã rất quen thuộc với những thứ này. Có điều, tuy hắn có thể nhận biết được nhưng những tồn tại này chỉ xuất hiện trong đáy lòng, trong thức hải chứ không thể xuất hiện công khai như vậy. Không ngờ Ninh giả dạ chỉ cần một ý niệm là hiển thị hoàn toàn mọi thứ, đạo cảnh cường đại tới mức Thiên Khôi trầm trồ thán phục, biết mình kém xa Ninh giả, dạ, càng không dám có tâm tư nào khác. Ninh giả dạ lạnh nhạt nói, phàm nhân lưu lại ý niệm, trải qua ngàn vạn năm mà bất diệt, đúng là thú vị. Nếu ta không nhìn nhầm, hẳn là đại đạo thời gian. Thiên Khôi Thánh Tổ thở dài nói, ta cũng từng có suy đoán như vậy, không phải phàm nhân lưu lại ý niệm mà là nơi này ẩn chứa đạo tắc thời gian khiến chúng ta nhìn thấy thời không trong quá khứ nhưng nhưng ngươi dựa vào đó tu hành lại cảm thụ được lực lượng chuyển hóa sinh tử và lực lượng sáng sinh đúng vậy thiên khôi không hề tránh né dẫu sao lúc trước ninh giả cũng nhìn ra rồi ninh giả lắc đầu đại đạo trong thiên hạ đều quy về một vốn không phân biệt vạn đạo đều là một tức là thiên đạo chính vì vậy vạn đạo có tương thông cũng không có gì là lạ đại đạo thời gian vốn là căn cơ cho vạn vật sinh trưởng đại biểu quá trình thay đổi của chúng ta phàm nhân dựa vào đó tu hành có suy tính được vô số hướng đi. Sáng sinh chỉ là một trong số đó. Nói đoạn, ninh dạ giơ tay phải, một đóa hoa nhỏ tự nhiên xuất hiện, nở rộ, lại lập tức tạo thành cây hoa rồi héo tàn tiêu vong. Với thủ đoạn của ninh dạ, biến hóa này không có gì lạ. Vấn đề là, thực ra đây không phải ninh dạ làm, y chỉ lấy ra một hạt giống, còn lại là nơi này tự phát triển. Đúng như ninh dạ đã nói, dưới lực lượng ảo diệu của nơi này, hạt giống đã trải qua một hành trình sinh tử luân hồi. Trong tình huống như vậy, thiên khôi thánh tổ đã lĩnh ngộ được lực lượng sáng sinh. Nhưng dã tâm của ninh dạ lớn đến đâu, y cười nói, thiên thời, thiên thời, thiên và thời không thể tách rời. Tốt lắm, tốt lắm, Vân Du chỉ ngàn năm mà gặp được địa điểm quan trọng như vậy, đúng là trời ban cho ta. Nói xong thu tay lại, đạo bí vô tận tuôn về phía y như thủy triều. Thấy cảnh này, làm sao thiên khôi thánh tổ còn không hiểu, thở dài nói, đúng là đạo huynh được thiên đạo để ý, năm xưa ta thấy nơi này, còn tưởng được trời cao yêu ái, nhưng hai vạn năm rồi vẫn chưa tìm được đường nào đi sâu vào. Bây giờ ta mới biết, không phải trời cao yêu ái ta mà là trời cao dùng ta, để ta bảo vệ nơi này, chờ đợi đạo huynh. Nói xong cúi dặp người xuống, dẫu sao cũng là thánh nhân, đã hiểu ra ý nghĩa tồn tại của mình ở đây. Huyền bí mà thiên khôi thánh tổ tốn 23.000 năm không tìm hiểu được, ninh giả chỉ mất một thời gian ngắn đã hóa giải hoàn toàn. Đối với y, việc lĩnh ngộ đại đạo không phải là khó bây giờ chuyện cần làm chỉ là đi khắp vạn giới, tìm hiểu huyền bí vũ trụ. Y không ngừng ngao du tìm hiểu, đạo cảnh cũng từ từ tăng cường. Từ thánh nhân tới chúa tể khó khăn nhường nào, nhưng đối với ninh dạ lại dễ dàng như từ hoa luân lên vạn pháp, hoàn toàn không trở ngại, chẳng qua một bên tu pháp, một bên tu đạo mà thôi. Mà phương thức tu hành của ninh dạ chính là ngao du vạn giới, tìm kiếm những nơi ẩn chứa huyền bí thiên đạo. Trong ngàn năm qua, ninh dạ cũng từng gặp một chút phiền toái, nhưng chưa có trận chiến nào ra dáng tất cả đạo tắc như châu báu trải khắp nơi, cúi xuống nhặt là được. Thời khắc này dễ dàng lĩnh ngộ, trong cơ thể ninh giả có đạo quang lưu chuyển, loáng thoáng thấy được một chút ảo diệu của thời gian, cứ như lập tức xuyên qua dòng sông thời gian. Chỉ cần ninh giả muốn, y có thể chế tạo ra một tuyển cơ điện khác, tạo ra hiệu ứng tăng tốc độ thời không. Nhưng đối với y, điều này đã không cần thiết. Sau khi lĩnh ngộ đại đạo thời gian, thời gian đã không còn là vấn đề nói đúng hơn tất cả lực lượng cần tích tụ bằng thời gian y có thể hoàn thành trong trước mắt vì vậy nếu y muốn bản thân có thể trước mắt qua ngàn năm cũng có thể ngừng sinh trưởng tu hành tới bước này theo ý nghĩa nào đó đã thật sự là vĩnh sinh chỉ cần tinh không bất diệt ninh giả cũng bất tử đây mới là ý nghĩa của đại đạo thời gian đáng tiếc vẫn chưa đủ ninh giả lại lắc đầu y được thiên quyến cho nên cảm thụ rất rõ ràng lý giải và khống chế đối với đại đạo thời gian của y còn chưa tới đỉnh phong vì vậy y chưa thể làm được tới mức toàn diện. Ngoài ra, thiên đạo huyền bí cũng không giới hạn ở đây, vẫn có quá nhiều điều chưa biết. Ninh dạ suy nghĩ một hồi rồi nói, ta đã hiểu huyền bí của nơi này. Người có hứng thú muốn biết không? chương 1476, Vân Du năm Thiên khôi thánh tổ vui mừng, kính xin đạo huynh chỉ dạy. Ninh dạ nói, thật ra nơi này không phải tinh giới chân chính mà là một mảnh vỡ tách ra từ một tinh giới đặc thù. Tinh giới đặc thù, thiên khôi kinh ngạc, ừ, ninh dạ gật đầu có lẽ chính là khởi nguồn của thiên đạo khởi nguồn của thiên đạo lời nói này khiến thiên khôi ngây ngốc hắn trầm tư trong chốc lát rồi nói tinh la vạn giới chưa từng nghe tới khởi nguồn của thiên đạo ninh dạ trả lời vì nó không trong giới này thiên khôi kinh hãi chẳng lẽ ở phản giới ninh dạ tiếp tục lắc đầu bây giờ ta cũng không nói rõ được nhưng ta có thể cảm giác nó thật sự tồn tại ở một nơi mà không ai tới được tinh la vạn giới huyền bí trung cực chỉ có tới đó mới tìm được đáp án thiên khôi thở dài ngay cả đạo huynh cũng không thể tới vậy còn có cách nào không người tu đạo nào không hứng thú với khởi nguồn thiên đạo nhưng lời nói của ninh dạ lại chặn đứng mọi khả năng ninh dạ nhìn hắn cười nói không phải không có cách nào thiên khôi bị y quay lòng vòng cười khổ nói đạo huynh đừng đùa bỡn như vậy chứ ninh dạ nói người tu đại đạo tạo hóa cũng là thiên quyến nhưng đáng tiếc không thể thông qua khảo nghiệm thiên đạo ta nói đúng không thiên khôi thánh tổ đỏ mặt ta từ bỏ rồi khảo nghiệm thiên đạo, hoặc thành công, hoặc chết, hoặc nhập ma, chỉ có ba kết quả. Không ngờ thiên khôi thánh tổ lại cho ninh giả kết quả thứ tư. Từ bỏ, ninh giả kinh ngạc, người còn có thể từ bỏ. Thiên khôi thánh tổ ngạo nghễ đáp, bản tôn tu đạo 10 vạn năm, cũng không phải uống phí. Năm đó sau khi ta thành thánh, từng may mắn gặp được một vị chúa tể gặp khảo nghiệm thiên đạo, cuối cùng thất bại bỏ mạng. Từ đó trở đi ta biết mình không thể vượt qua kiếp nạn này. Ninh giả đã hiểu, vì vậy ngươi chọn cách tự phong bế tu vi dừng lại không tiến bộ đúng rồi như vậy cũng coi là từ bỏ cũng không tới mức hoàn toàn từ bỏ chẳng qua đang tìm cách mà thôi thiên khôi thánh tổ thở dài tiếc là cuối cùng vẫn không tìm được cách phá giải ninh dạ gật đầu khảo nghiệm của thiên đạo không cách nào phá giải chỉ có đối mặt nhưng có qua được hay không cũng phải có một chút cơ duyên cách làm của ngươi là đang lảng tránh kẻ trốn tránh có thể may mắn thoát được nhưng vĩnh viễn không có cơ hội khảo nghiệm của thiên đạo đâu phải bế quan suy nghĩ là giải quyết được. Thiên khôi ngại ngùng, đạo huynh nói đúng lắm, ninh dạ lại nói, nhưng bây giờ có một cơ hội, giúp ngươi không cần lo vấn đề này nữa. Cái gì, thiên khôi kinh ngạc, ninh dạ nói, ta đã thông qua khảo nghiệm thiên đạo, tự trảm man nghiệp, dẹp yên ma lực trong chính giới. Thiên khôi kinh hãi, hóa ra chuyện một ngàn năm trước là ngươi làm. Ninh dạ gật đầu, đúng vậy, là ta làm, từ đó trở đi ta vân du tứ phía, Tìm kiếm thiên cơ, đợi chính giới thành công, phản kích ma đạo. Nếu thiên khôi đạo hữu có hứng thú có thể cùng ta giết vào ma giới. Có ta che chở người không cần lo chuyện nhập ma. Khảo nghiệm của thiên đạo, không hỏi từ qua. Thiên khôi thánh tổ nhìn ninh giả bằng ánh mắt phức tạp. Hắn cũng hiểu ý ninh giả, người đang chiêu binh mãi mã. Ninh giả cười nói, ta sẽ không trả tiền cho ngươi. Thiên khôi sửng sốt, bắt đầu cười ha ha, đạo huynh đúng là kỳ diệu. Được, có câu này của đạo huynh thiên khôi ta nguyện theo đạo huynh tới ma giới chẳng hay lúc nào khởi hành không vội còn phải đợi thêm hai ngàn năm ta du lịch khắp chi vi giới cái đã tới lúc chính giới không còn huyền bí với ta ngày ta trở thành chúa tể cũng là lúc tiến quân sang ma giới hai ngàn năm du lịch khắp tinh la vạn giới khẩu khí của ninh dạ lớn tới mức thiên khôi giật mình nhưng hắn cũng biết thủ đoạn của ninh dạ không hề nghi ngờ mà nói ngay được nếu thế ta xin đợi tin vui ninh dạ giơ tay một luồng linh quang truyền vào thức hải thiên khôi thánh tổ đây là nơi ở trước kia của ta nếu ngươi có thời gian có thể tới thăm ta còn phải du lịch tiếp tiện thể kéo thêm một ít thánh tôn chúa tể nhập bọn không ở lâu hơn được nói xong đã bước ra một bước chỉ một bước thôi mà biến mất không còn bóng dáng thiên khôi thánh tổ nhìn theo hướng y vừa đi lẩm bẩm kéo chúa tể nhập bọn chu du vạn giới rồi mới bắt đầu thành chúa tể được lắm đúng là như thần tiên theo lời ninh dạ y định dùng cảnh giới thánh nhân chiêu nạp chúa tể nhập bọn dưới trướng. Khẩu khí như vậy cũng chỉ có Ninh dạ dám nói, mà không ngờ Thiên Khôi Thánh Tổ cũng không cảm thấy có gì sai. Rời khỏi chỗ Thiên Khôi, Ninh dạ tiếp tục vân du. Bây giờ trong đầu y tự có tinh đồ, vạn giới đều trong lòng, không bỏ sót nơi nào. Những nơi đã đi qua đều thắp sáng, nơi chưa tới thì u tối. Chương 1477, Vân du 6. Mỗi ngôi sao u tối kia đều có thể ẩn chứa huyền bí vì vậy ninh giả không bỏ sót nơi nào, thấy là đi, tới là vào. Ngay cả những địa điểm tử vong, y cũng dám xuống vào, bất luận là ngọn lửa vĩnh hằng hay là địa ngục đen tối, vùng đất huyền bí, bão táp hư không, ninh giả đều lao thẳng vào, dọc đường không ngừng phá giải ngộ đạo. Đạo cảnh thâm hậu, uyên bác, vượt qua bất cứ ai. Mặc cho thiên địa xa xôi, chỉ chỉ trong một ý niệm, dây lát là tới. Bỏ qua khoảng cách thiên địa, bỏ qua thời gian lâu dài, tinh la vạn giới trải dưới chân y, như tất cả nằm trong một tấc vuông, với sao hái trăng, đều dễ như trở bàn tay. Ngày hôm đó, Ninh giả dạ tới một khoảng tinh không, thấy cảnh tượng hai ngôi sao vần quanh, hai tinh giới này đều là tinh giới có trọng lượng lớn, quấn quyết lấy nhau, trong đó một tinh giới không ngừng chuyển động vòng quanh một tinh giới khác, được trọng lượng khổng lồ kia dẫn dắt, tinh giới bay quanh không ngừng tan vỡ, rơi xuống tinh giới được quấn quanh. Đây là tình cảnh rất bình thường của tinh giới, rất nhiều ngôi sao không người sẽ xảy ra chuyện tinh giới thôn tính lẫn nhau. Ai nuốt ai thì quyết định bởi trọng hai bên. Nhưng thời khắc này Ninh Dạ lại thấy điểm khác thường. Bên bị thôn tính lại là tinh giới có khối lượng lớn hơn, bên thôn tính có lẽ chỉ bằng một phần triệu bên bị thôn tính. Chuyện này khiến Ninh Dạ hứng thú. Y quán át một hồi, ô khẽ một tiếng, hóa ra không phải tinh giới thôn tính mà là chúa tể thôn tính. Cuối cùng cũng gặp một chúa tể sống. Khi Ninh Dạ nói ra câu này còn ở cách xa ngàn vạn dặm, lúc xuất lời đã ở trên tinh giới bị thôn tính dưới chân là đất đai vô tận hóa thành cơn sóng minh mông kéo lên bầu trời, tạo thành một cơn sóng đất kéo dài cả triệu dặm, núi liền tới tận tiểu tinh giới kia. Tinh giới lớn cực kỳ tham lam như thao thiết điên cuồng hấp thu tinh giới lớn. Nhưng cho dù hấp thu thế nào, thể tích của nó cũng không tăng lên, cứ như cái động không đáy, chỉ có khối lượng càng lúc càng nặng. Nhưng nếu tiếp tục theo tốc độ này, muốn thôn tính xong chắc cũng phải mất ngàn năm. Hơn nữa ninh dạ ước lượng trong chốc lát, Trước khi y tới e là việc thôn tính tinh giới như vậy đã kéo dài suốt mấy ngàn năm, có thể thấy tinh giới bị thôn tính này vốn khổng lồ tới mức nào. Nhưng y còn chưa kịp lên tiếng đã nghe một giọng nói vang lên, ai vừa tới. Ninh dạ đáp lời, thiên cơ điện chủ ninh dạ, vân du tới đây, không ngờ gặp được kỳ cảnh nơi này nên tới xem thử. Chẳng hay là vị chúa tể nào tu hành ở đây, đang tu đạo gì, đối phương đã nói, nếu đã biết là chúa tể, sao không mau mau thoát thân mà dám tới thám thính chi là thánh nhân mà to gan vậy sao ninh giả dạ cười nói sao thánh nhân gặp chúa tể lại nhất định phải chạy trốn chẳng lẽ chúa tể trong thiên hạ cứ gặp người là giết hay ngươi là chúa tể thao thiết nuốt chừng thiên hạ là đạo của bản thân nói vậy thì đạo của ngươi là thôn tính đây không giống con đường có thể lên tới chúa tể to gan tiếng quát lớn trầm trầm vang lên uy áp vô hình giáng xuống ninh giả dạ chỉ cảm thấy thân thể nặng nề bản thân như bị đóng đinh ở tinh giới này trong lúc nhất thời không cách nào di chuyển không chỉ có vậy lực lượng thôn tính khổng lồ kia còn kéo cả bản thân như muốn nuốt chừng y ninh dạ lại lắc đầu cái khác thì ta không biết nhưng ít nhất ta biết chúa tể nhà ngươi tính cách chẳng ra sao ngoài ra ánh mắt cũng chẳng ra sao trong lúc y đang nói đạo cảnh rung động lực lượng khống chế y cũng biến mất ơ ờ, chúa tể kia kinh ngạc thằng nhóc nhà ngươi cũng có chút thủ đoạn đấy đạo cảnh còn tới trình độ như vậy hèn gì dám kiêu ngạo như vậy nhưng dẫu sao cũng chỉ là thánh nhân mà thôi tưởng có chút bản lĩnh là có thể khiêu khích năng lực của chúa tể hay sao ninh giả cười nói cũng phải thử mới biết được thế thì cho ngươi mở mang tầm mắt giọng nói của chúa tể kia trầm xuống ninh giả cảm giác trong thân thể mình đột nhiên xuất hiện một điểm đen điểm đen này rất nhỏ nhưng đối với ninh giả lại là công kích cấp bậc hủy diệt với tiên thể hiện tại của y không ngờ lại bị người ta vô thanh vô tức gieo một điểm đen vào thân thể chuyện này khiến ninh giả cũng cực kỳ kinh hãi khoảnh khắc sau đã thấy Lấy điểm đen này làm trung tâm Mọi thứ của bản thân như đang rơi vào trong đó Một lỗ đen Một lỗ đen trong người Một lỗ đen hấp thu tất cả Khoảnh khắc đó nguyên thần Tiên thể của ninh dạ Trong lỗ đen này đều trở nên vô nghĩa Cho dù là tu vi thực lực của y cũng không cách nào chống lại Cứ thế không ngừng ngã vào lỗ đen Do nguyên thần cũng đang bị kéo vào Cảm giác như đang chìm vào hố đen Không ngừng rơi xuống Trường 1478 Vân Du 7 Hơn nữa do ninh dạ tu vi cực hạn pháp lực thông thiên, năng lực của lỗ đen kia cũng không thể hấp thu toàn bộ ngay lập tức, nhưng đây không phải chuyện tốt gì mà khiến ninh giả có cảm giác rơi xuống vô tận. Khoảnh khắc đó, y cảm thấy thân thể mình không ngừng rơi xuống, tất cả tiên pháp thần thông của bản thân đều là vô nghĩa, chỉ có đạo cảnh là còn, nhưng cũng không thể ngăn cản hiện tại này. Thiên đạo che chở, đạo cảnh mở rộng, khoảnh khắc đó ninh giả thể hiện toàn bộ đại đạo mình có. Đạo vực vô biên mở rộng, ngay cả chúa tể cũng tặc lưới kinh ngạc, đạo vực thật cường đại, Bản tọa tung hoành vạn giới không biết bao nhiêu, nhưng chưa từng gặp đạo vực nào cường đại như vậy. Đúng là ngươi không đơn giản, chẳng trách dám kiêu ngạo như vậy. Nhưng vô dụng thôi, trước mặt đại đạo vô cực của ta, ngươi có cường đại mấy cũng là vô nghĩa. Đại đạo vô cực, đây là đại đạo gì? Ninh giả dạ không biết, nhưng y có thể cảm nhận được, thủ đoạn này của chúa tể là thứ mình chưa bao giờ gặp phải. Nó vốn không nằm trong bất cứ đại đạo nào mà y biết. Thế này là sao? Ninh giả dạ cũng kinh ngạc. Vì sao đại đạo của ngươi không nằm trong thiên hạ vạn đạo? Kha 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 kha, chúa tể kia chỉ cười khẽ một tiếng, không đáp lời. Nhưng điểm đen kia vẫn đang thôn tính. Trên bầu trời, tinh giới lớn bị tinh giới nhỏ thôn tính, còn ninh dạ dường như cũng bị kéo theo, không ngừng thôn tính. Loại thôn tính này cứ như mãi mãi không có điểm cuối. Pháp lực cường đại trong tiên thể của ninh dạ mà trải ra toàn diệt, thậm chí đủ để tạo thành một tinh giới. Tức là y có thể chống đỡ một thời gian rất dài. Nhưng hiển nhiên chúa tể kia không để ý điều này, hắn có đủ tự tin, sau khi ninh giả dạ rơi vào đại đạo vô cực của hắn là không cách nào thoát thân. Chậm rãi chết đi, mới là nỗi sợ lớn nhất, ninh giả dạ không thử chống cự nữa. Sau khi sử dụng mọi thủ đoạn vô hiệu, y biết với năng lực hiện tại của mình, căn bản không thể chống lại. Tâm thần chấn định trở lại, ninh dạ nói quả nhiên ta vẫn sợ ý. Nhưng xem ra người muốn giết ta không phải chỉ trong chốc lát là được. Ừm, với năng lượng của ta, kéo dài ngàn vạn năm chắc không thành vấn đề chúa tể cười nói đó là cái ngươi đang thấy bây giờ chậm rãi cảm nhận đi đại đạo vô cực vĩnh viễn không có điểm dừng nếu có đó chính là điểm cuối của sinh mệnh nhà ngươi mà tất cả những thứ này sẽ không chậm như ngươi tưởng là vì nó cũng lớn mạnh à ninh giả dạ cảm thụ điểm đen trong cơ thể sau đó nhìn sang tinh giới nhỏ bé kia y đã hiểu lúc đầu tinh giới này cũng là ngần ấy trong quá trình thôn tính mới chậm rãi lớn mạnh Chúa tể kia không phản bác, người biết thì đã sao? Người không phải tinh giới này, người còn không thể chống chọi lâu bằng nó. Đúng, ninh giả dạ cảm thán, nếu nguyên thần của ta vẫn lạc, nơi ta vẫn là còn có thể hóa thành một tiểu thế giới, nhưng còn chưa bằng đại thế giới. Tuy đạo cảnh của ta đã đủ mạnh, nhưng bản thể của ta vẫn không coi là mạnh. Trong thánh nhân đã coi là không tệ rồi. Chúa tể nói, năng lực con người dẫu sao cũng không thể sánh bằng thiên địa. Cái gọi là đạo cảnh cuối cùng cũng chỉ là cảm mộ, Tuy cảm ngộ không có cực hạn, nhưng thân thể có cực hạn. Ánh mắt ninh dạ sáng bừng lên, cảm ngộ đạo vực không cực hạn, thân thể có cực hạn. Hóa ra đây là căn nguyên trong đại đạo vô cực của ngươi à. Hóa ra không phải ngươi tu thần đạo mà tu thể đạo. Ngươi là luyện thể thành chúa tể. Chuyện này đúng là quá khó tin. Chúa tể kia ngớ người, hiển nhiên không ngờ ninh giả dạ phản ứng nhanh như vậy, chớp mắt đã nhìn ra một số huyền bí của mình. Nhưng sau đó lại mỉm cười, cho dù ngươi biết thì đã sao ninh dạ nghiêm túc nói sáng nghe đạo triều chết cũng cam tâm bắt đầu từ niết bàn là con đường nguyên thần ngộ đạo tìm kiếm thành tựu đại đạo về luyện thể tới niết bàn đã là đỉnh phong thật khó tưởng tượng đại đạo luyện thể có thể lên thành chúa tể ta cảm thấy rất hứng thú kính mong chúa tể chỉ giáo chúa tể kia cười ha hả vì sao ta phải ban bố đại đạo cho ngươi thánh nhân trẻ tuổi ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây cảm thụ đạo ý bất diệt của ta đi ninh dạ nghiêm túc đáp lời ta tên ninh dạ trên tinh giới, ninh dạ đứng sừng sững tại đây, y vẫn bị điểm đen kỳ dị trong cơ thể khống chế, mọi thứ trong thân thể đều rơi vào đó. Tình huống này đã kéo dài 10 năm, trong 10 năm này, ninh dạ luôn đứng đây, thân thể không ngừng bị hút đen, còn điểm đen kia cũng từ từ khuếch đại, từ một điểm đen bé nhỏ đã phát triển thành to bằng móng tay. Đồng thời ninh giả cũng biết tên của chúa tể này, vô cực đạo chủ, đúng là phù hợp với con đường của hắn, chương 1479, Vân Du 8. Ninh Giả cảm thấy danh hiệu Thiên Cơ Điện chủ của mình hơi yếu, đáng lẽ nên gọi là Thiên Cơ đạo chủ mới đúng. Nhưng Vạn Pháp Quy Nhất, Vạn Đạo Tức Thiên Đạo, Thiên Cơ Điện chủ nghe cũng tạm ổn. Chỉ tiếc Thiên Cơ đấu vô cực, lần này là vô cực mạnh hơn. Nhưng Ninh Giả không để ý, đúng, y thật sự không để ý. Tuy y chỉ là thánh nhân, nhưng cảm mộ thiên đạo vượt qua cả chúa tể, chỉ xét riêng đạo hạnh đã có thể coi là chúa tể, chẳng qua dã tâm của y quá lớn, yêu cầu quá cao nhất định phải đi trên thiên lộ tới cực hạn mới thành chúa tể. Chính vì vậy Y Vân Du ngàn năm qua, tới nơi này, thấy huyền bí nào cũng vừa xem là hiểu, đối với Y Thiên Hạ đã không còn bí mật, cúi mình là nhặt được. Chỉ có đạo của vô cực đạo chủ này là Y chưa từng gặp, thậm chí không cách nào lý giải, khó lòng nắm bắt. Nhưng Y biết Y sẽ làm được, vì Y là thiên mệnh chi tử, ninh giả cực kỳ tin tưởng điều này, chỉ thiếu một thời cơ mà thôi. Mười năm rơi xuống, khiến ninh giả đã có cảm nhận với mọi thứ. Y mỉm cười, khi còn ở cảnh giới nhân hoàng, ta đã hiểu, đại đạo thánh nhân là ở một giới, còn đại đạo của chúa tể là minh mông khắp chính giới. Nhưng tinh la vạn giới, từ đại đạo một giới kéo dài tới đại đạo vạn giới, đây là chuyện khó khăn cỡ nào. Thời gian cần có, chỉ e thánh nhân cũng không làm được. Vô cực đạo chủ không hiểu sao Y đột nhiên nói vậy, hư một tiếng nói, đúng là không dễ, thế thì đã sao. Ninh giả thấy hắn ra vẻ như vậy bèn cười nói, người đừng giả vờ giả Việt nữa mấy năm nay đối đầu với ngươi ta cũng phát hiện ra một vấn đề đó là ngươi không còn là người trong thiên mệnh nữa khí vận thiên đạo không liên quan tới ngươi nhưng ngươi không nhập ma không nhập thiên đạo cũng không nhập ma chúa tể như vậy đúng là đáng kinh ngạc càng kỳ lạ hơn nữa là nếu ngươi đã là chúa tể đại đạo vô cực phải ban bố khắp tinh la vạn giới nhưng vì sao ta du lịch khắp tinh la vạn giới chưa bao giờ gặp phải vô cực đạo chủ thầm run rẩy im lặng không nói gì ninh giả dạ biết mình nói đúng trọng tâm rồi lại mỉm cười, tức là tới cùng cực thì nghĩ cách ứng biến, ta cũng không ngờ đấy. Còn có phương pháp thành thánh như vậy, tự thành một đảo, lợi hại, lợi hại, quá lợi hại, vô cực đạo chủ cười phá lên, ngu muội vô chi. Ninh dạ, ngươi chỉ biết một mà không biết nhiều, nếu ngươi đã nhận ra, bản tỏa cũng không ngại nói thẳng. Ngươi tưởng bản tỏa tới bước đường cùng nên mới ứng biến mà không biết đây vốn là con đường mà chúa tể nên theo. Ngươi nói cái gì, ninh giả dạ kinh ngạc, vô cực đạo chủ đáp, như người đã nói, Tinh La Vạn Giới, rộng lớn biết bao. Trở thành thánh nhân chẳng qua là ban bố đại đạo trong một giới, muốn từ một giới tới Tinh La Vạn Giới thật quá khó khăn. Sinh mệnh của thánh nhân cũng có điểm cuối, e là chưa tới một phần vạn thì tuổi thọ đã hết, làm sao thành đạo? Trong tình huống như vậy đương nhiên phải nhảy sang đường khác, tự sáng tạo ra đạo. Ninh Dạ giật mình, ý ngươi là, tất cả chúa tể đều, không sai, vô cực đạo chủ quát lên, chỉ có đại đạo của riêng mình mới có thể thông suốt không chút trở ngại, bỏ qua không gian thời gian, thiên hạ rộng lớn, thiên đạo vốn là một đạo, vì sao lại gọi là vạn đạo? Vì sao lại có rất nhiều chi nhánh? Là chúa tể, Ninh Dạ đã hiểu, đúng vậy, mỗi vị chúa tể xuất hiện đều là viết pháp tắc của mình cho tinh la vạn giới, góp một viên gạch cho nó, như lớp mái cho tháp, đại thế của thiên đạo cũng nhờ đó mà trở nên phức tạp hùng vĩ, mới có ngàn vạn đại đạo, biến hóa đa đoan, mâu thuẫn với nhau nhưng vẫn thống nhất với nhau. Ninh dạ há hốc mồm, đúng là, quá khó tin, nói cách khác, con đường của tiền nhân là không thể trở thành chúa tể. Không sai, vô cực đạo chủ quát lớn, không, không đúng, Ninh dạ nói, thiên đạo bản đạo, bản thân đã truyền khắp vạn giới, tu thiên đạo tức là tu đại đạo của vạn giới. Câu này không sai, nhưng điều kiện là phải qua được khảo nghiệm của thiên đạo. Ninh dạ đã hiểu, y cười phá lên, tức là cách nói trước cũng không sai. Chỉ có tu thành thiên đạo mới có thể lên tới cảnh giới thứ 9. Nhưng trong tình huống không thể làm được, chỉ có tự sáng tạo ra đại đạo, trở thành phụ trợ của thiên đạo, nhưng cũng vì vậy chúa tể chính là điểm cuối. Thiên hạ này chưa từng có cảnh giới thứ 9, vô cực đạo chủ quát lớn, chỉ có thể nói là chưa một ai làm được thôi, nhưng thiên mệnh ưu ái, luôn cho mỗi người cơ hội. Ngươi định nói ngươi à? Vô cực đạo chủ cười lạnh, ta biết ngươi thông qua khảo nghiệm của thiên đạo, tự trảm mang nghiệp. Nhưng ngươi tưởng tiền nhân chưa thành công ư? Không, cũng có nhưng cuối cùng bọn họ vẫn tiêu vong. Ngươi có biết bọn họ tiêu vong ở đâu không? chương 1480, Vân Du Chín, Ninh Dạ gật đầu, ma giới. Đúng vậy, vô cực đạo chủ quát lớn, khảo nghiệm của thiên đạo, từng đợt nối tiếp, mới qua khảo nghiệm đợt hai mà ngươi tự đắc như vậy, nhưng lại không biết con đường trước mặt là muôn vàn chắc trở. Sao không quý trọng bản thân, thấy đủ là rừng, chúa tể đã là cực hạn của tiên nhân, sao phải phí tâm? Nếu vậy, người đã là chúa tể, còn tu luyện làm gì? Ninh giả dạ hỏi ngược lại, hòa đại đạo của ta vào thiên đạo, vô cực đạo chủ đáp, sau đó thì sao? Ninh giả dạ hỏi, nếu ta không nhìn sai, tinh giới này chắc là bước cuối cùng của ban bố đại đạo vô cực đúng không? Chỉ cần hoàn thành, đại đạo vô cực sẽ chính thức hòa vào thiên đạo, không phải thứ không thể hiểu nữa. Hơn nữa, thật ra ngươi đã có thể hoàn thành từ lâu rồi. Lại một tiếng sấm nổ giữa trời quang, vô cực đạo chủ trong lòng run rẩy, làm sao ngươi biết? Tốt xấu gì ta cũng ở đây cảm thụ 10 năm. Ninh dạ cười nói, điểm đen trong thân thể ta có tốc độ nhanh hơn tinh giới nho nhỏ kia nhiều. Hơn nữa người phải lo cả hai đầu mà không hề bị ảnh hưởng, có thể thấy vẫn còn sức lực. Vô cực đạo chủ hừ khẽ một tiếng. Ninh dạ nói, ngươi không nóng lòng như vậy là vì ngươi không biết hoàn thành xong chuyện này nên làm cái gì, đúng không? Vấn đề này lại đâm trúng cõi lòng của vô cực đạo chủ. Một lúc lâu sau, hắn thở dài một tiếng, đúng vậy, Ninh dạ, lần này ngươi nói đúng. Loại người như chúng ta, Tu hành tới trình độ như hiện tại, với sao hái trăng cũng dễ như trở bàn tay, thiên hạ không còn việc gì khó. Mà người cũng vậy, tiên cũng vậy, nếu đời này không còn mục tiêu, vậy biết làm gì đây? Ninh dạ gật đầu, nếu đời này không còn mục tiêu, sinh mệnh còn ý nghĩa gì nữa? Vô cực đạo chủ, người đã thành chúa tể, chỉ thiếu một bước là dung hợp đại đạo của mình vào thiên đạo, không phải người không làm được mà là không biết làm xong rồi nên đi hướng nào. Lúc đó người sẽ không còn mục tiêu nào hay nên nói là cho dù có thì ngươi cũng không làm được vô cực đạo chủ cười khổ ngươi nói đúng lần này ngươi nói đúng ta đã lên tới đỉnh nhưng bên trên không còn đường người ta nói ngồi trên cao cực kỳ lạnh lẽo tuy ta là chúa tể nhưng đứng quá cao thậm chí không có người trò chuyện mà ta lại không có tư cách đi vào phản giới tới đó là tự chịu chết nhưng ta có thể ninh dạ nói có ta đây ngươi sẽ không việc gì vô cực đạo chủ cười lạnh sao nào mới là thánh nhân mà định mời chào ta ninh dạ ngươi nghĩ hay quá đấy ngươi còn không qua được cửa ải của ta mà còn định ngồi lên đầu ta ta cũng không định bảo ngươi dơ cao đánh khẽ ninh dạ xua tay đại đạo vô cực không nằm trong thiên đạo vì vậy ta không thể đối phó được nhưng muốn giải quyết chẳng đơn giản à chỉ cần để ngươi hoàn thành dung nhập đại đạo của ngươi vào thiên đạo là được ta không đối phó được chẳng lẽ không thể tăng tốc cho ngươi nói xong y vung tay chỉ thấy tinh giới lớn dồn dập cuốn lên khói bụi càng nhiều năng lực và vật chất dâng tới tinh giới nhỏ vô cực đạo chủ kinh ngạc khoảnh khắc đó hắn đã hiểu ninh giả đã tìm ra phương pháp phá giải đại đạo vô cực của hắn không hề kinh ngạc cũng không hề sợ hãi vô cực đạo chủ cười ha hả thằng nhóc được lắm quả nhiên là ngươi nói xong chỉ nghe một tiếng nổ vang lên đã thấy điểm đen trong thân thể ninh giả biến mất vô cực đạo chủ cao giọng nói nếu ngươi đã biết phương pháp phá giải thế thì không cần kéo dài thêm trận đấu pháp này là ngươi thắng dẫu sao cũng là chúa tể, hành động cũng hào sảng tới cực điểm, nói dừng tay là dừng tay. Vô cực đạo chủ ngừng tay, nhưng ninh giả vẫn không đi. Mà tiếp tục đứng đó, vô cực đạo chủ hơi bất mãn, ninh giả, bản tỏa đã dừng tay rồi, người còn ở lại đây làm gì? Chẳng lẽ người vẫn muốn đối đầu với bản tỏa? Ninh giả lắc đầu, có ba lý do khiến ta không đi khỏi. Nói, thứ một, lần này là ta may mắn, gặp một chúa tể sắp dung hợp đại đạo thành công vậy nếu lần sau ta gặp phải một chúa tể còn cách xa dung hợp đại đạo thì sao? câu này của ninh giả dạ không sai đối với chúa tể dung hợp đại đạo là để trở thành chúa tể đỉnh phong nhưng do đại đạo hòa vào thiên đạo ninh giả dạ tu thiên đạo lại có thể đối phó ngược lại chúa tể chưa làm được tới bước này lại càng có uy hiếp với y ninh giả dạ không muốn thua trước chúa tể kém hơn một cấp vì nguyên nhân này vì vậy y còn đang suy nghĩ về biện pháp khác ứng phó với tình huống này vô cực đạo chủ thứ hai Ninh dạ nói ta còn chưa tìm hiểu được huyền bí luyện thể thành chúa tể của ngươi. Vô cực đạo chủ cũng bị y chọc cười, thứ ba thì sao? Ngươi còn chưa đáp ứng theo ta tới phản giới. Ninh dạ nói, chương 1481, vân du 10. Nếu ngươi đã nói vậy, bản tỏa cũng không khách khí với ngươi. Vô cực đạo chủ hừ một tiếng, sau tiếng hừ của hắn, chỉ thấy tinh giới dưới chân ninh dạ đột nhiên bay xa, ra là vô cực đạo chủ đẩy thẳng tinh giới đi. Không có tinh giới để thôn tính, vô cực đạo chủ sẽ không thăng cấp, cũng không thể dung hợp đại đạo. Vô cực đạo chủ đã nói, thằng nhãi, bản tỏa khách khí với người rồi, người lại tưởng nắm được nhược điểm của bản tỏa chắc. Đúng là không tự lượng sức, sau khi nói xong điểm đen lại xuất hiện trong thân thể ninh giả. Ninh giả cũng không ngạc nhiên, vốn dĩ ta cũng không định bảo ngươi nhường ta. Thế thì tiếp theo chúng ta bắt đầu chứ. Vô cực đạo chủ cũng bị y chọc giận, không nói gì thêm. Ta thả ngươi rồi, ngươi không chịu, còn nhất định đòi đấu với ta, người cũng cứng đầu lắm. Nhưng nghĩ lại, cũng hiểu được ý ninh giả. Dạ. Ninh giả dạ thông qua khảo nghiệm thiên đạo, tự trảm mang nghiệp, chắc chắn sẽ phải xung kích phản giới, xung kích cảnh giới thứ 9 của thiên đạo. Trước mục tiêu trung cực này, tất cả khó khăn đều cực kỳ nhỏ bé, nếu không giải quyết được, nói gì tới mục tiêu trung cực. Chính vì vậy ninh giả dạ sẽ không bỏ qua bất cứ khả năng nào. Nhưng bản thân đường đường chúa tể mà bị ninh giả dạ coi như đá mài đao, trong lòng hắn cũng thầm căm tức. Vô cực đạo chủ cười lạnh nói, nếu ngươi quyết trí chui đầu vào chỗ chết, thì thì để ta tiến ngươi lên đường luôn đi. Sau tiếng nói của hắn, lỗ đen kia điên cuồng thôn tính ninh dạ. Ninh dạ lại cười nói, không phải ta chui đầu vào chỗ chết, thực ra ta còn có hai phương pháp đánh bại ngươi. Hai phương pháp, thêm vào phương pháp dung hợp đại đạo vào thiên đạo vừa rồi là ba loại. Vô cực đạo chủ không thể tin vào tai mình, một thánh nhân nói có thể đánh bại chúa tể, thậm chí còn có ba cách. Cho dù ngươi được trời cao ân sủng tới mấy cũng không nên ngung cuồng tới mức độ đó chứ. Thế thì để ta xem xem ngươi còn cách gì. Vô cực tức giận hầm hừ nói. Ninh giả cất cao giọng nói. Phương pháp thứ nhất vẫn là bản thân ngươi có vấn đề. Ngươi chưa dung hợp đại đạo vào thiên đạo. Đạo tắc không thể ban bố khắp phản giới, càng không được thiên đạo thừa nhận. Cho nên tu vi đạo tắc của ngươi vẫn bị giới hạn ở bản thân, vì vậy không thể viên mãn. Nói xong Ninh giả chỉ về phía xa, nơi tinh giới nhỏ mà vô cực đạo chủ ẩn mình tinh giới này vốn có kích cỡ tương tự như lỗ đen trong thân thể ta, đều nhỏ tí xíu. Đại đạo vô cực là hấp thu lượng lớn vật chất, bất luận hấp thu bao nhiêu đáng lẽ cũng không lớn lên, đúng không? Nghe y nói vậy, vô cực đạo chủ thầm chấn động. Ninh dạ nói đúng, thủ đoạn này của vô cực đạo chủ đáng lẽ phải là một điểm vô cực hấp thu vô tận, biến mọi thứ thành một thể, cũng là thế nhưng chốt giúp đại đạo luyện thể của hắn đại thành. Nói toạc ra, đúng là năm xưa hắn dùng phương pháp thôn tính để có thành tựu, mà cho dù thôn tính bao nhiêu, bản thân cũng không bành trướng cuối cùng phát triển nó thành đạo tắc vô cực trong quá trình này hấp thu vạn vật không phải then chốt củng cố bản thân mới là nhưng cho dù trở thành chúa tể chưa thể dung hợp đại đạo vào thiên đạo thực tế vô cực đạo chủ còn không thể làm tới mức này tinh giới nho nhỏ này là hắn thôn tính mấy chục tinh giới lớn ngưng tụ thành cuối cùng điểm đen nho nhỏ lúc trước vẫn bành trướng tới quy mô tinh giới đối với vô cực mà nói càng lớn thì càng yếu vì vậy mục đích của hắn không phải hóa lớn mà là thu nhỏ thành tựu cuối cùng của hắn là biến tinh giới nho nhỏ này về một điểm để vạn đạo quy nhất đại đạo vô cực thậm chí vô cực đạo chủ còn có dã tâm coi đó làm căn cơ không chừng hắn còn có thể tiến thêm một bước ví dụ như hấp thu toàn bộ tinh la vạn giới vào điểm này đương nhiên chuyện này gần như không thể nhưng dẫu sao cũng có thể tưởng tượng nhưng hắn không ngờ ninh dạ lại dễ dàng vạch trần huyền bí vô cực của hắn thời khắc này ninh giả cười nói vì vậy một phương pháp khác phá giải đại đạo vô cực của ngươi chính là khiến ngươi phun ra mọi thứ ngươi thôn tính vô cực đạo chủ hư lệnh chỉ bằng ngươi nói dễ nghe nhỉ ngươi làm được không ninh giả đáp không cần dựa vào lực lượng của ta đại đạo vô cực của ngươi vốn là thu nhỏ tới cực hạn ta chỉ cần phá giải một chút đạo hạnh then chốt của ngươi lại truyền lực lượng bản thân vào trợ giúp một chút thôi là có thể phá giải vô cực kinh hãi bật thốt lên chỉ bằng ngươi Đại đạo của ta chưa dung nhập thiên đạo, ngươi làm sao phá được?" Ninh Dạ châm biếm, nực cười, "Đại đạo của ngươi bác đại tinh thâm, hay là thiên đạo minh mông vô bờ? Ta tu đại đạo thương thiên, huyền bí thiên đạo mà còn lý giải được, sao lại không nhìn ra đại đạo của ngươi?" Chương 1482, Vân Du 11. Nói xong y đánh ra một luồng chỉ phong, chỉ thấy tinh giới kia đột nhiên lóe sáng. Hào quang không mạnh, trông chẳng có uy lực gì, nhưng lại khiến cõi lòng vô cực nổi lên sóng to gió lớn vì hắn cảm thụ được lực lượng hết sức nhẹ nhàng từ cái chỉ tay của ninh dạ lại khiến tinh giới bản thể của hắn chấn động khổng lồ y đã nhìn ra rồi tuy chỉ một chút thôi nhưng đê dài ngàn dặm còn bị hủy bởi tổ kiến ninh dạ chỉ nhìn ra một chút thôi cũng khiến lòng tự tin của vô cực tan vỡ hắn kinh hãi nói không thể nào đừng lo ta không định phá đạo của ngươi đây là căn cơ của ngươi nếu ta phá hủy không chết cũng bị phế bỏ đây không phải thứ ta muốn ninh dạ nói hơn nữa cách này không tác dụng gì với việc trưởng thành của ta ta hy vọng có thể dựa vào lực lượng bản thân đánh bại ngươi vô cực đạo chủ vội nói sao đạo hữu phải làm vậy ta thả ngươi đi là được mà nếu lúc trước hắn nói thả ngươi đi là thể hiện bản thân rộng lược thế thì bây giờ thả ngươi đi là biểu hiện của sợ hãi nhưng ninh giả vẫn chưa vừa ý không 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 ta không cần ngươi thả ngươi nhất định phải giữ nguyên tình huống hiện tại phương pháp thứ ba đánh bại ngươi ta cũng nghĩ ra rồi nhưng còn cần thời gian tính toán lại nếu không có đại năng như ngươi giúp đỡ ta sẽ mất một cơ hội tiến bộ vô cực đạo chủ bị y chọc cho tức phát cười hóa ra ngươi dùng ta làm đá mài đao nếu ta không đồng ý thì sao hắn giận dữ hỏi ninh dạ mỉm cười ta không cần ngươi đồng ý nếu ngươi tức giận bộc phát dùng lực lượng nghiền ép thế càng tốt được vô cực đạo chủ cũng bó tay người ta còn mong ngươi ra tay nặng hơn ngươi làm gì được nào thời gian nhanh chóng trôi qua chớp mắt đã lại 10 năm. Bây giờ nhìn ninh giả sẽ phát hiện sắc mặt y đã biến thành màu xám ngắt, hào quang nguyên thần cũng ảm đạm đi nhiều. Thậm chí tu vi đã xa sút đương nhiên đó là do vô cực đạo chủ không ngừng thôn tính. Cứ theo đà này, có lẽ 10 năm sau ninh giả sẽ mất mạng. Nhưng ninh giả không hề để ý, thậm chí còn mỉm cười vui vẻ. Ngược lại vô cực đạo chủ đang chiếm ưu thế mà trong lòng lại hoảng sợ. Hắn biết tất cả ưu thế chỉ là đối phương tự nguyện đưa ra, ưu thế như vậy là vô nghĩa. Hắn chỉ hy vọng phương pháp thứ ba đánh bại mình của Ninh Dạ, ít nhất có thể giữ lại đường lui cho mình. Thực ra nếu bây giờ Ninh Dạ mời hắn gia nhập Đại Quân Thảo Phạt Ma Đạo, không khéo Vô Cực Đạo chủ sẽ đồng ý, người trẻ tuổi trước mặt thật quá khủng khiếp, trong lòng Vô Cực Đạo chủ cũng có cảm giác không khéo tương lai y có thể đạt tới cảnh giới thứ 9, Chúa Tể Thiên Đại Đạo. Nhưng Ninh Dạ nhất quyết đòi dùng hắn làm đá mài đao, hắn cũng chẳng có cách nào. Vì vậy mấy năm nay hai người đối đầu với nhau, rảnh rỗi không việc gì thậm chí còn tán gẫu. Xét theo góc độ của vô cực đạo chủ, bây giờ đã không phải vấn đề đối địch mà là gặp phải một võ si, nhất quyết muốn đánh một trận thật sảng khoái, hắn bị ép không còn cách nào. Vì vậy trong lòng lại thấy mong chờ ninh dạ mau mau thành công. Hôm nay hơi khác với thường ngày, vô cực đạo chủ đột nhiên phát hiện một loại khí tức đang dâng lên. Phát hiện ra điều này, hắn biết ngay ninh giả dạ đã đột phá. Vô cực nói, ninh giả dạ đạo hiếu, có phải lại đột phá rồi không? Ừ, ninh giả dạ thản nhiên đáp phương pháp thứ ba đã hoàn thành chưa? Lời nói của vô cực đạo chủ lại có vẻ hy vọng. Ninh giả dạ cười nói, sắp rồi. Vô cực đạo chủ hỏi, bây giờ có thể nói xem, rốt cuộc là dùng phương pháp gì chưa? Thật ra người có nói ra cũng không sao cả. Ninh giả dạ suy nghĩ rồi đáp, lúc trước không nói là sợ người bị dọa chạy mất. Nhưng hôm nay đã có cảm ngộ, đã qua bình cảnh, chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn thành, có thể nói một chút rồi. Nghe câu này của y, không hiểu sao vô cực đạo chủ lại có cảm giác bất an rốt cuộc là phương pháp gì ninh giả dạ cười nói thật ra cũng đơn giản phương pháp này vẫn là nhờ đại đạo vô cực của đạo chủ đại đạo vô cực một điểm thu nạp vạn vật nhưng cần cơ cơ sở gánh chịu thân thể tinh giới của ngươi nếu bàn về chất chắc phải vượt qua mấy chục tinh giới gộp lại ta nói không sai chứ đúng vô cực đạo chủ cũng không phủ nhận thân thể tinh giới của hắn sau khi dung nạp lượng lớn tinh giới theo một ý nghĩa nào đó đã đương đương sao lùn trắng, trọng lượng riêng cực cao. Dùng tinh giới làm thân thể, chính là hắn. Ninh dạ nói, khối lượng như vậy, theo lý mà nói có thể xé toạc không gian rồi. Nghe y nói vậy, vô cực giật bắn mình, cuối cùng hắn cũng hiểu được phương pháp thứ ba của ninh dạ là cái gì. chương 1483, quan tinh tử 1, Nói lại thì không gian trong thế giới tu tiên của ninh dạ so với không gian ở thế giới trước có bản chất yếu ớt hơn nhiều, nếu không đã chẳng có nhiều tiên pháp thần thông không gian như vậy. Cũng chính vì vậy, tinh la vạn giới hầu như không có sao lùn trắng, vì chất lượng quá lớn, một khi hình thành sẽ xé rách không gian, rơi vào phản giới. Xét theo ý nghĩa khác, hai giới chính phản gộp lại mới coi là một vũ trụ hoàn chỉnh. Chính vì vậy xé rách không gian cũng chia làm hai loại. Một loại là lực lượng phá vỡ hai giới chính phản, Tiến tới tầng cấp cao hơn, đây mới là phá vỡ không gian thật sự. Nhưng chưa tới cấp thứ 9 thì đừng có nghĩ tới điều này. Mà vách ngăn không gian giữa hai giới chính phản lại yếu hơn nhiều, vì nó vốn là một thể thống nhất. Vô Cực đạo chủ không rơi vào phản giới, thật ra chính là vì hắn bành trướng bản thân, cũng dùng lực lượng của bản thân ra sức duy trì, nếu hắn vẫn giữ kích thước một điểm đen, thế thì lực lượng của bản thân hắn không thể chèo chống nổi, sẽ rơi thẳng vào phản giới vì vậy vấn đề của vô cực đạo chủ không chỉ là thu nhỏ vô hạn mà còn không để mình rơi vào phản giới lúc trước khi ninh dạ nói với phương pháp thứ ba đánh bại hắn vô cực đạo chủ đã nghi ngờ là nó hắn luôn sợ sệt vì phương pháp này là trí mạng nhất rơi xuống phản giới đối mặt với hắc ám vô tận của phản giới cho dù hắn là chúa tể cũng không có hy vọng sống sót vì vậy thời khắc này nghe ninh dạ nói vậy vô cực đạo chủ cười khổ nói ngươi thắng rồi nếu đạo hữu đã hiểu thấu bây giờ có thể dừng tay được chưa như vậy sao được, ninh dạ trả lời, ta nói rồi, phải dựa vào lực lượng bản thân đánh bại ngươi. Dung hợp đại đạo vào thiên đạo, phá vỡ vô hạn, rơi xuống phản giới đều là nhắm vào nhược điểm của ngươi chứ không phải lực lượng của ta. Vì vậy ta vẫn đang tìm kiếm phương pháp thứ tư, mẹ nó, vô cực đạo chủ bị y chọc tức tới mức muốn hộp máu, hộp tinh, hộp cả vạn vật mà mình nuốt vào. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Khoảnh khắc này giọng nói của vô cực đạo chủ cũng thành méo mó ninh dạ Giang hai tay luyện thể thành tinh bước lên con đường đại đạo vô cấu xưa nay chưa từng có người châu bò như vậy ta cũng muốn học chứ vừa hay năm xưa ta tu luyện hắc bạch học lang gia lưỡng nghi càn khôn thiện ác âm dương đều là đại đạo cân bằng người chỉ ăn không nhả hành động như thao thiết tuy thân thể cô động cực hạt nhưng cuối cùng lại là trái với cân bằng chẳng thà để ta giúp người cân bằng lại thế mới là chính đạo nói xong tâm niệm của y hơi động chỉ thấy lỗ đen kia đột nhiên biến thành lỗ trắng phun ra ngoài như điên lại trả lại ninh dạ tất cả mọi thứ đã hấp thu của ninh dạ thấy cảnh này làm sao vô cực đạo chủ còn không hiểu y định dùng đại đạo vô cực của bản thân đạt tới đại đạo vô cực của riêng y vô cực đạo chủ kêu lên ta đã là vô cực đạo chủ người tu đạo của ta thì khó mà có thành tựu ta đâu có nói sẽ tu đạo của ngươi chẳng qua ăn của ta thì phải trả lại cho ta ninh dạ chỉ thiếu điều hát lớn nhưng sau tiếng hô của y chỉ thấy lỗ trắng mở ra toàn diện rất ầm một tiếng Thân thể Ninh Giả đột nhiên nổ tung, thế là trong thân thể Ninh Giả, tinh không vô tận tự hình thành, đó là dòng loạn lưu vật chất và năng lượng xung kích, cứ như bản thân Ninh Giả là một vũ trụ tinh không. Lỗ đen thôn tính thân thể Ninh Giả 20 năm, thời khắc này dâng hiến toàn bộ, lực lượng khổng lồ tuôn trào, Ninh Giả đã triển khai thiên đạo của bản thân, chỉ trong phút chốc đã hóa thành minh mông hùng vĩ. Vô Cực Đạo Chủ cảm giác như thấy một tinh không hoàn toàn mới tạo ra giữa thiên địa này, như mộng như ảo, nhưng lại cực kỳ chân thực. Sau đó lại thấy tất cả cuốn về, Ninh Giả vẫn đứng sừng sững, mọi thứ đã mất đi đều trở về. Khoảnh khắc sau, Ninh Giả chỉ tay vào tinh giới, người cũng thử đi. Một điểm đen nho nhỏ hình thành, chính là đại đạo vô cực của vô cực đạo chủ, chẳng qua lần này người thi triển là Ninh Giả. Đối mặt với điểm đen này, không ngờ vô cực đạo chủ lại không thể khống chế được mình, rơi vào điểm đen của Ninh Giả. Vô cực đạo chủ kinh hãi, "Không, ta đã trả cho ngươi những thứ thôn tính của ngươi rồi, đây là của ta." "Của ta?" Đừng vội, đừng vội, ta nói rồi, ta không cần mấy thứ của ngươi, ta chỉ cảm thụ học tập một chút thôi. Không tu đại đạo của ngươi không phải không hiểu đại đạo của ngươi. Ngươi không muốn dung nhập thiên đạo, ta giúp ngươi dung nhập, ngươi dung nhập thiên đạo rồi, đương nhiên của ngươi sẽ là của ta, mà của ta. Vẫn là của ta, ninh giả khẽ mỉm cười. Trường 1484, Quan Tinh Tử 2 Đúng là y không cần tu luyện đại đạo vô cực, vì đại đạo vô cực chẳng qua chỉ là một phần của thiên đạo nắm giữ hiểu được thế là đủ sau khi Ninh giả ra tay thân thể tinh giới của vô cực đạo chủ nhanh chóng tan vỡ thương thay tu vi vạn năm của hắn thời khắc này bị ý niệm của Ninh giả thôi thúc hóa thành dòng nước trôi đi tốc độ toàn mát còn vượt xa tốc độ hấp thu thậm chí tinh giới đã bắt đầu phóng ra ánh sáng trắng mắt thấy sắp tự bảo vô cực đạo chủ cũng cảm thấy tuyệt vọng đúng lúc này Ninh giả lại vung tay cho ngươi điểm đen kia đã bay về phía vô cực đạo chủ rơi xuống chính giữa tinh giới chỉ nghe ầm một tiếng, toàn bộ tinh giới sụp lún vào trong, chớp mắt đã hóa thành hư không. Trong hư không không còn bất cứ vật chất nào, chỉ có một tu sĩ trần chuồng đứng nơi chân trời, nhìn ninh dạ từ xa xăm. Chính là vô cực đạo chủ, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn bản thân, lại nhìn ninh dạ ngươi. Giúp ngươi thành đạo, ninh dạ mỉm cười, không cần cảm ơn ta. Vô cực thành đạo, giờ phút này hắn đã hoàn thành dung hợp đại đạo vào thiên đạo, trở thành chúa tể đỉnh phong. Nhưng vô cực đạo chủ không hề cảm thấy hưng phấn, hắn nhìn ninh dạ cười khổ nói ta không biết nên cảm ơn ngươi hay nên mắng ngươi ninh dạ chắp hai tay sau lưng cảm ơn hay mắng mỏ có ý nghĩa gì không vô cực đạo chủ cảm khái thở dài ngươi nói đúng vô nghĩa bây giờ đạo nghiệp của ta đã thành không còn đường tiến lên vốn ta còn tưởng bây giờ sẽ trở thành một khách vân du khắp muôn nơi từ nay trở thành bất lão trên tinh đồ nhưng có đạo huynh chắc sẽ không để ta tiêu dao ninh dạ gật đầu trí của ta ở cảnh giới thứ 9, mũi kiếm chỉ thẳng ma giới cần có nhân lực kính mong vô cấu đạo huynh trợ giúp vô cực đạo chủ hư một tiếng bản tọa không phải đối thủ của ngươi muốn không đồng ý cũng không được nhưng theo tình huống trước mắt ngươi muốn vào phản giới thì vẫn chưa đủ đúng vì vậy ta còn cần tìm kiếm những chúa tể khác ninh giả dạ không hề làng tránh chẳng hay đạo huynh có thể chỉ giáo không vô cực đạo chủ nghe vậy cười đắc ý ngươi hỏi đúng người rồi năm xưa ta từng gặp một vị chúa tể tên là quan tinh tử Tu Thiên diễn thần cơ thuật, ở giữa hư vô phiêu miểu. Nếu ngươi có bản lĩnh, có thể tới tìm hắn, nhưng đừng trách ta không nhắc ngươi. Lão già này không dễ tìm đâu, nghe nói người này hóa thân ngàn vạn, có mặt ở khắp nơi, nhưng xưa nay không dễ dự đoán. Bản thân hắn bị ninh dạ kéo xuống nước, không cách nào chống cự, vì vậy không ngại kéo thêm người khác xuống cùng. Thêm vào chúa tể giúp sức, ít nhất hành trình ở phản giới sẽ chắc chắn hơn một chút. Ninh dạ ngây người, quan tinh tử, cái tên này sao nào vô cực đạo chủ thấy y như vậy bèn hỏi có vấn đề gì vấn đề ha ha vấn đề quá lớn là khác sư tổ lập phái của thiên cơ môn tên là quan tinh tử ninh dạ không biết quan tinh tử này có liên quan tới sư tổ thiên cơ môn hay không nhưng khoảnh khắc này y đột nhiên cảm nhận được một ẩn ý kỳ quái nào đó trong lòng hiện lên một luồng linh giác khoảnh khắc đó ninh dạ như hiểu ra điều gì y lắc đầu một cái không nói gì vô cực đạo chủ nói vị trí cụ thể của hắn thì ta cũng không rõ của hỉ có thể nói là trong một khu vực tinh la đặc thù. Có phải một nơi có vô số mảnh sao liên kết lại, trải rộng tới ngàn tỷ dặm? Ninh dạ nói, vô cực đạo chủ kinh ngạc, sao ngươi biết? Ninh dạ gật đầu, nên biết thì tự biết. Ninh dạ không nói thêm, chắp tay bảo, giờ ta sẽ tới tìm vị quan tinh từ kia. Vô cực đạo hữu có thể tùy ý ngao du, lúc nào ta quyết định tới phản giới sẽ báo cho ngươi. Nói xong đã bỏ đi, không báo phương thức liên lạc cho vô cực đạo chủ, là vì không cần. Tương lai ninh giả có thành tựu về thiên đạo, tinh la vạn giới đều là mắt của y, nếu vẫn không thể liên hệ với vô cực đạo chủ, thế thì không cần nhắc tới chuyện vào phản giới, thống nhất hai giới gì nữa. Dọc đường vân du, lại không biết bao nhiêu năm tháng. Ngày hôm đó, cuối cùng ninh giả cũng tới một giải ngân hà óng ánh. Nhìn từ xa lại chỉ thấy vô số ngôi sao hội tụ thành ngân hà, xoay quanh một ngôi sao khổng lồ ở trung tâm, ánh sang sán lạn, thần diệu vô song. Còn loáng thoáng thấy một hư ảnh đội trời đạp đất, như ẩn như hiện. Nhưng đây không phải sự thật mà chỉ là một ý niệm, như đang chỉ dẫn. Thấy tình cảnh này, Ninh Dạ mỉm cười, quả nhiên ngươi đã biết ta sẽ đến. Y bước ra một bước, xuyên qua ngân hà dị thường kia, đi tới bên cạnh ảo ảnh trong hư không. Thân hình trong hư không ầm ầm tiêu tán, giữa hư không đột nhiên có đất đai sinh ra. Chương 1485, Thiên đạo sắp phong một. Trên mặt đất còn có một căn nhà lá nho nhỏ, Ninh Dạ đáp xuống đất, rảo bước đi vào trong tới trong phòng lại thấy có một ông lão đang ngồi đó. Trong tay là một khai trà, bên cạnh còn đốt lửa. Trên lửa có một lò nhỏ, đang sôi ủng ục, ông lão run rẩy nhấc ấm lên, đổ nước vào trong chén. Bàn tay cầm ấm còn lắc lưu mấy cái, nước trong ấm trào ra. Ai ra ai ra, lớn tuổi rồi, cầm cũng không vững. Ông lão cười ha hà đặt cái ấm xuống, không biết rút đâu ra một cái khăn lau, lau khai trà. Sau đó đưa chén trà đầy tràn tới trước mặt ninh dạ nói, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Ninh Dạ nhìn ông lão, ánh mắt thoáng chút kích động. Y chậm rãi đi tới, ngồi xuống trước mặt ông lão, đệ tử đời thứ 72 của Thiên Cơ môn, Ninh Dạ, tham kiến sư tổ. Ai ra ai ra, sao phải khách khí như vậy, biển học không có trước sau, ai có thành tựu thì người đó đứng trên. Bây giờ đạo hạnh của ngươi đã không kém gì ta, chúng ta gọi nhau là đạo hữu thôi." Ông lão cười nói, Ninh Dạ nói, "Sư tổ, đệ tử có một chuyện không hiểu." Quan Tinh Tử cười nói, "Ta biết ngươi định hỏi cái gì." Không sai, năm xưa ngươi xuyên qua hư không, chuyển sinh nơi này là do ta làm. Quả nhiên là vậy, nghi hoặc trong lòng đã được xác nhận, tu vi không ngừng tiến bộ nhưng trong lòng Ninh Giả vẫn có một nghi vấn, đó là làm sao Côn Lôn Kính chuyển mình tới đây. Y từng cho rằng đây là năng lực của Côn Lôn Kính, nhưng sau khi thấy vũ trụ minh mông ở nơi này, y đã ý thức được ngay cả chúa tể cũng không thể phá vỡ hư không tới vũ trụ tinh giới khác, làm sao thần khí do một môn phái cấp 6 sáng tạo ra lại làm được. Chuyện này rất không hợp lý sau này y vận dụng côn lôn kính cũng chứng minh côn lôn kính không có năng lực lớn đến vậy. Cho dù là côn lôn kính hiện tại đã được ninh giả dạ tăng cường cũng không làm được. Nhưng bây giờ y đã hiểu, ninh giả dạ hỏi thẳng, vì sao? Nếu muốn phá cục diện nan giải, thì phải làm vậy. Quan tinh tử cảm thán, bí pháp phá giải đại đạo vô cực của ngươi, ý tưởng đó là tới từ thế giới trước đây của ngươi, đúng không? Ninh giả dạ gật đầu, đúng vậy, y có thể phá đại đạo vô cực là vì trong thế giới của y từng có lý thuyết vụ nổ lớn, Big Bang, y căn cứ theo ý tưởng này phá giải đại đạo vô cực. Mà lý thuyết này không tồn tại ở đây. Ninh Dạ đã hiểu, tức là ngay từ đầu ngài đã bố trí tất cả. Quan Tinh Tử khẽ lắc đầu, không coi là vậy, ta tu luyện theo đại đạo thiên diễn, diễn hóa vạn vật, suy tính tất cả, tìm kiếm một khả năng trong không khả năng. Vấn Thiên thuật, Ninh Dạ nói, đúng, Quan Tinh Tử nói, Thiên Cơ môn là một môn phái, một trong ngàn vạn hóa thân của ta sáng tạo ở trường thanh giới. Mỗi môn phái đều có mục tiêu của mình, thiên cơ môn ở trường thanh giới cũng chỉ là một trong số đó, người chẳng qua chỉ là một trong số những thử nghiệm. Trước lúc đó, ta đã thất bại rất nhiều lần, ninh giả cũng không lấy làm lạ trước đáp án này, thiên diễn tìm hiểu biến hóa của vạn vật, nhưng nếu muốn biết rõ, phải quan sát đầy đủ, thậm chí tham gia. Không sai, quan tinh tử nói, nhưng biến hóa tạo ra sau khi người tham gia là do người tự sáng tạo, không phải công lao của thiên diễn. Vì sư tổ chỉ gieo mầm chứ không can thiệp, nếu ta can thiệp, thế thì 10 vạn năm qua không phải chỉ mình ngươi tới nơi này." Quan Tinh Tử cười nói. Ninh Dạ của mỉm cười, nghe ngài nói vậy, trong lòng ta cũng thoải mái hơn nhiều. "Ồ, không ai thích tất cả nỗ lực của mình lại là nhờ người khác âm thầm bố trí." Ninh Dạ nói, "Ta có thể chấp nhận chuyện mình xuyên không là do ngài làm, nhưng cho dù thế nào cũng không thể chấp nhận thành tựu của ta là do ngài bố trí." "Ha ha ha ha, Quan Tinh Tử cười ha hả, ha, nói hay lắm." nếu tất cả thành tựu là do người khác che chở thế thì làm sao gánh vác trọng trách thống nhất hai giới chính phản người có tâm thái như vậy chứng tỏ ta ủy thác không sai người rồi dưới hư không trong căn nhà lá ninh giả và quan tinh tử ngồi đối diện nhau sau khi trò chuyện với quan tinh tử ninh giả đã hiểu quan tinh tử có thể xem là vị chúa tể cổ xưa nhất tồn tại tới giờ người này tinh thông đại đạo thiên diễn suy quá khứ tính tương lai chính vì vậy kiến thức uyên bác vượt xa lẽ thường cũng chỉ có người như ông lão này mới có thể bố trí tinh la vạn giới, đặt vô số quân cờ. Ông lão không mong quân cờ nào cũng có thể thành công, chỉ cần một người cuối cùng phù hợp tiêu chuẩn của ông, đi tới bên cạnh ông. Bây giờ, người này chính là ninh dạ. Thời khắc này quan tinh tử lại nói, ta biết ngươi định hỏi gì, sao ta phải làm vậy? chương 1486, Thiên Đạo Sắp Phong 2 Chẳng lẽ không phải vì ngài không làm được nên gửi gắm hy vọng vào hậu nhân à? Ninh dạ mỉm cười hỏi gặp sư tổ đạo hiếu, ninh giả cũng bông đùa một câu. Nhưng quan tinh tử lại rất nghiêm túc, ông lão lắc đầu nói, không phải, mà vì thiên đạo đã không còn nhiều thời gian. Ngươi nói cái gì, ninh giả ngơ ngác, quan tinh tử nói, vốn dĩ việc này phải do ngươi tự cảm mộ mới biết được, nhưng e là thiên đạo không thể đợi lâu như vậy, hết cách rồi, đành đốt cháy giai đoạn một chút. Trả giá thì do ta gánh chịu vậy, nói xong quan tinh tử ho khan mấy cái, chỉ trong chớp mắt mà gương mặt đã già thêm đôi chút. Ông lão mỉm cười nói, có phải gần đây ngươi tu hành luôn lấy làm lạ vì sao tốc độ tu hành của ngươi luôn nhanh hơn nhiều so với đại đa số tu sĩ khác. Chỉ mới 3.000 năm mà đi xong lộ trình 3 vạn năm của người khác. Ninh giả cười nói, ta tưởng đó là kết quả từ nỗ lực của ta. Không nhắc tới chúa tể, chỉ riêng thánh cảnh thôi thì người đi tới bước này có ai không phải thiên phú xuất sắc, tài năng xuất chúng, lại đủ nỗ lực, thậm chí còn có khí vận. Được rồi, ngài nhắc tới một vấn đề mà ta không muốn đối mặt rồi. Nếu vậy, Ta luôn là đối tượng được chiếu cố đặc biệt à. Ninh giả dạ hỏi, không phải ta, mà là thiên ý tạo ra. Quan tinh tử cười nói, loại chiếu cố này không phải ở tu luyện thường ngày mà là tốc độ mộ đạo. Điều này thì Ninh giả dạ tán thành, đạo cảnh của y tiến bộ thần tốc, đúng là khó mà tin nổi. Cũng như thiên khôi kia, 23.000 năm không thể phá giải đạo tắc thời gian, nhưng y chỉ cần một hơi thở. Tuy điều này có liên quan tới chuyện y tu luyện thiên đạo, căn cơ đạo cảnh thâm hậu, nhưng thông suốt hoàn toàn không trở ngại như vậy rõ ràng cũng có gì đó khác thường. Tức là thiên đạo mở rộng cửa cho ta, ta đoán ra điều này, nhưng cho rằng là vì khí vận. Là khí vận, điều này không sai. Quan tinh tử nói, nhưng cái gọi là khí vận chẳng phải sủng hạnh của thiên đạo đối với ngươi à. Theo ý nghĩa nào đó cũng là kỳ vọng đối với ngươi. Nhưng vì sao thiên đạo lại chỉ sủng ái mình ngươi? Vì sao ngươi lại là ngoại lệ? Ninh dạ hiểu ý ông, vì ta là người được khí vận coi trọng. Đúng vậy, Quan tinh tử cười nói, người có thể coi ý chí của thiên đạo như ý chí của hoàng đế, mỗi người được khí vận ra chỉ đều là hoàng tử, là người thừa kế ngôi vị tương lai. Nhưng hoàng đế còn tại vị, không vội truyền ngôi, ninh dạ giật mình há hốc mồm, chỉ có một trường hợp với vội vàng xác lập thái tử, tăng cường giáo dục, đó là thiên đạo sắp tiêu vong. Quan tinh tử nghiêm túc trả lời, vì sao thiên đạo lại tiêu vong? Ninh dạ hỏi, quan tinh tử cười nói, người nên hỏi vì sao thiên đạo lại không tiêu vong, Nghe hắn nói vậy, đầu tiên ninh giá ngây ra tại chỗ, sau đó lại cười phá lên, đúng vậy, sao ta lại cho rằng thiên đạo không tiêu vong. Vạn vật trong thiên hạ đều có điểm cuối, vĩnh sinh thật sự, vượt qua tất cả, là không tồn tại. Không sai, chỉ có vĩnh sinh tương đối chứ không có vĩnh sinh tuyệt đối. Quan tinh tử nói, thương hải tăng điền, thế sự đổi thay. Thứ gì cũng có thể tiêu vong, biển có thể khô, núi có thể sập, tinh giới có thể vỡ nát, toàn bộ chính giới cũng có thể tiêu tan, thiên đạo là ý chí của chính giới, dựa vào đâu mà không tiêu vong. Đúng vậy, thế thì còn bao lâu nữa thiên đạo sẽ tiêu vong? Ninh dạ hỏi, mặt trời lặn đằng Tây, tuổi xế chiều kéo dài hơi tàn, 10 vạn năm mà thôi. 10 vạn năm, có lẽ đối với tu sĩ đây cũng là con số khổng lồ, nhưng đối với càn khôn lại là quá ngắn ngủi. Ninh dạ gật đầu, đúng là không còn nhiều thời gian cho nên mới hào phóng hẳn lên. Quan tinh tử nói, đúng vậy, thế mới nói đây là nguyên nhân cho đại khí vận của ngươi. Đúng, đây mới là nguyên nhân cho đại khí vận của ninh giả. Càn khôn này tồn tại ngàn tỷ năm, trong thời gian đó xuất hiện không bao nhiêu nhân vật xuất chúng, trải qua biết bao thăng trầm. Có lẽ còn có người xuất sắc hơn ninh giả, nhưng bọn họ không có cơ hội được coi trọng như ninh giả, vì khi đó càn khôn chưa già, vẫn còn sức lực, còn thời gian tồn tại. Tới hôm nay đã là dầu cạn đèn tắt, rất nhiều chuyện nhìn nhận thoáng hơn, cũng buông tay. Chuyện này liên quan gì tới phản giới? Ninh giả hỏi, nếu ta tiêu diệt phản giới, càn khôn sẽ được kéo dài tuổi thọ ư. Quan tinh tử lắc đầu, không phải, không phải, ngươi diệt phản giới, chính giới cũng chẳng còn tồn tại, toàn bộ càn khôn đều tiêu vong. Ngươi nói cái gì, ninh giả dạ kinh hãi, quan tinh tử nói, thế giới chính phản chính là một thể hai mặt của càn khôn này. Chính thức là phản, phản cũng là chính, như vậy mới hợp với đạo lý cân bằng, lấy đâu ra chuyện tồn tại riêng lẻ. Chương 1487, nguồn gốc của thiên đạo. Nhưng thiên đạo vẫn ra sức diệt ma, Ninh Dạ nói: "Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Phản giới xâm lấn chính giới chính là vượt giới, chính phản giao dung, âm dương hỗn loạn sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêu vong của càn khôn. Chỉ có cân bằng mới là căn cơ vĩnh cửu. Nếu nói vậy, ta tiến vào phản giới chẳng phải tăng tốc độ diệt vong của càn khôn, thiên đạo phải ngăn cản mới đúng." Quan Tinh Tử vẫn lắc đầu, thế mới nói, khi càn khôn cường thịnh, không có hy vọng gì lên cảnh giới thứ 9. Vào lúc đó không thể sinh ra tồn tại nào siêu thoát. Nhưng bây giờ thì khác thiên đạo sắp tiêu vong cân bằng chính phản không còn quan trọng quan trọng là làm sao kéo dài theo phương thức mới kéo dài theo phương thức mới quan tinh tử trả lời niết bàn trùng sinh nghe quan tinh tử nói vậy ninh giả thầm chấn động cuối cùng y cũng hiểu người có niết bàn càn khôn cũng có qua lại giữa sinh tử luân hồi vô tận chính giới chủ sinh phản giới chủ tử khi thiên đạo sắp tiêu vong lực lượng của hai giới chính phản sẽ va chạm cực mạnh nếu phản giới thôn tính chính giới thế thì càn khôn này tiêu vong triệt đề. Nếu chính giới thôn tính phản giới, càn khôn này vẫn sẽ tiêu vong, nhưng có thể trùng sinh từ trong cho tàn. Điều này giống với tu sĩ cảnh giới Niết Bàn, tìm đường sống trong cõi chết, nguyên thần trùng sinh, ngộ đạo phi thăng, đều tương tự. Vô cực đạo chủ nói, trước ninh giả cũng có rất nhiều tu sĩ thông qua khảo nghiệm của thiên đạo, nhưng cuối cùng không một ai có thể vượt qua ải cuối lên cảnh giới thứ 9. Thật ra không phải vì bọn họ không nỗ lực, không phải vì đạo tâm bọn họ không kiên định, không phải vì bọn họ có đủ thiên phú mà vì thời điểm bọn họ tồn tại không đúng lúc đó càn khôn này đang lúc xuân phong thịnh vượng không định niết bàn trùng sinh giờ đến tuổi xế chiều cần nhanh nhanh chóng chóng trùng sinh nên mới vội vội vàng vàng lựa chọn một người mang thiên mệnh tiến hành cải cách lập căn cơ để thiên đạo trùng sinh trong tình huống như vậy ninh giả bộc lộ tài năng trở thành đối tượng được kỳ vọng vì vậy sau này đạo đồ thuận lợi tu hành thuận buồm xuôi gió chỉ vì lúc này thiên đạo đã không còn nhiều lựa chọn Chuyện này cũng khiến ninh giả dạ nghi hoặc, sư tổ, rốt cuộc thiên đạo là gì? Rốt cuộc thiên đạo là gì? Có lẽ đây là vấn đề mà mọi tu sĩ đều suy nghĩ. Xét theo cấp độ đã biết, nó là quy tắc vận chuyển cơ bản của toàn bộ càn khôn, không có ý thức. Nhưng xét theo biểu hiện trong quá trình tu hành, thiên đạo lại có ý thức rõ rệt, tuy ý thức này thể hiện rất mờ nhạt, nhưng đúng là nó có tồn tại. Chuyện này cũng khiến tất cả các tu sĩ nghi hoặc, cho dù là người tu thiên đạo như ninh dạ, đến giờ vẫn không tìm được đáp án rõ ràng. Ngược lại, quan tinh tử, vị chúa tể từ cổ trí kim tinh thâm đại đạo thiên diễn này càng có tiếng nói trong phương diện này. Thời khắc này nghe ninh dạ hỏi vậy, quan tinh tử cũng cười khẽ, vấn đề này, ta đã tỏa trăm vạn năm cũng khó mà có đáp án rõ ràng. Hay nên nói là đáp án quá nhiều nên ta cũng không biết là cái nào. Thế cứ tùy tiện mà nói thôi, ừm, quan tinh tử vuốt cằm, đột nhiên giơ tay chỉ ra ngoài nhà lá, chỉ thấy ngoài nhà lá, sâu trong tinh hà, vô số mảnh vỡ tinh giới tụ tập, tạo thành một tinh giới khổng lồ, nhưng bản thân tinh giới này không ngưng tụ chặt chẽ, đất đá đan xen nhau, rắc rối phức tạp. Mỗi mảnh vỡ tinh giới đều rất gần với nhau nhưng không hoàn toàn liên kết, dựa vào một loại năng lượng thật bị nào đó ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng tạo thành tinh giới như tổ ong này. Tiếp đó lại chỉ tay một cái, chỉ thấy trong tinh giới tổ ong kia bắt đầu sinh ra phong vũ lôi điện đan xen, theo thời gian luân chuyển, trên một mảnh tinh giới bắt đầu có sinh mệnh ra đời. Ban đầu là một số sinh mệnh cấp thấp nhất, thế nhưng theo thời gian trôi qua, không ngừng tiến hóa, dần dần tạo thành các hình thái sinh mệnh thích ứng với đại đạo tinh giới ở nơi này. Tiếp đó, tu sĩ bắt đầu xuất hiện, nhưng quan tinh tử không cho tinh giới tổ ong quá nhiều linh khí, vì vậy tu sĩ trong tinh giới nho nhỏ này không tu linh mà mở lối đi riêng. Tinh giới mới này cũng do mảnh vỡ tinh giới ngưng tụ thành, không có lõi tinh giới, trọng lượng khá nhẹ, đa phần tán loạn mà năng lượng không gian lại dồi dào. Vì vậy, không ngờ tu sĩ nơi này lại tu một loại đạo pháp không gian. Đúng, đại đạo không gian, bắt đầu từ sơ khai nhất bọn họ đã tu đạo mà không phải tu pháp. Chuyện này khiến tu sĩ trong tinh giới này, hầu như mỗi người đều giỏi về thuật dịch chuyển, tung hoành qua lại trong tinh giới. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tu sĩ nơi này đã đạt tới trình độ tương đối cao. Chương 1488, vũ trụ tổ ong một Lúc này tinh giới cũng bắt đầu hạn chế bọn họ, khiến bọn họ không còn đường thăng cấp bọn họ thử nghiệm ra ngoài đất tổ tìm kiếm không gian rộng lớn hơn nhưng bọn họ chỉ tìm được đường ra khỏi khu vực mảnh vỡ tinh giới hỗn độn của mình nơi bọn họ tới vẫn nằm trong phạm vi toàn bộ tổ ong tinh giới vào lúc này trên những tinh giới khác của tổ ong tinh giới cũng bắt đầu có sinh mệnh xuất hiện không ngừng trưởng thành vì vậy các khu vực tăng cường thăm dò sinh mệnh trên các mảnh vỡ tinh giới bắt đầu va chạm chiến đấu thấy cảnh này ninh giả đã hiểu có lẽ tinh giới tổ ong này tương đương với khoảng càn khôn vũ trụ của bọn họ còn mỗi mảnh vỡ tinh giới trên tinh giới tổ ong ứng với mỗi tinh giới trong càn khôn này những sinh mệnh nhỏ bé kia không thể thoát khỏi tổ ong tinh giới mà chỉ qua lại tung hoành chiến đấu chém giết trong mảnh vỡ tinh giới cũng như tất cả những tồn tại trong càn khôn này nhưng chẳng bao lâu sau ninh giả đã phát hiện không đúng một điểm sáng màu đen đang hình thành chính giữa tinh giới tổ ong có vẻ giống đại đạo vô cực của vô cực đạo chủ nhưng lại có điểm khác biệt nó từ từ mở rộng khuếch đại mang theo bóng tối thâm thúy chuyện khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là tất cả sinh mệnh trên tinh giới tổ ong này dường như không nhận ra khu vực màu đen đang mở rộng bọn họ đang ra sức chém giết một số sinh mệnh trên mảnh vỡ tinh giới còn gào thét những lời như thống nhất tinh la vạn giới mà song song cùng những hành động tanh máu và cuồng nhiệt đó là khu vực màu đen tiếp tục mở rộng mãi tới khi nó dần dần tràn ngập toàn bộ tổ ong mà tất cả sinh vật trong tổ ong vẫn không hề hay biết cứ như khu vực màu đen này hoàn toàn không liên quan tới bọn họ. Tiếp đó Ninh Dạ thấy trong khu vực màu đen có một số bóng đen nhúc nhích. Những bóng đen này lặng lẽ ngọ nguậy, thì thoảng lại vung xúc tu, kéo sinh mệnh nào đó trong mảnh vỡ tinh giới vào trong bóng tối. Thế là bóng tối thôn tính sinh mệnh kia, nhuộm đen nó. Năng lượng của khu vực màu đen không ngừng mở rộng, thậm chí bắt đầu nhuộm từng tinh giới thành màu đen. Lúc này rốt cuộc sinh mệnh trong tổ ong cũng phát hiện. Bọn chúng kinh hãi la hét kêu gào, chống cự, chiến đấu. Trắng đen pha lẫn, tạo thành một cục diện cực kỳ hỗn loạn. Còn màu đen vẫn đang trắng trợn mở rộng, cuối cùng còn đạt được thắng lợi. Vì vậy toàn bộ tổ ong hóa thành một khu vực đen tối, tiếp đó là mục nát, thối giữa. Mãi tới lúc tự diệt phong, một tinh giới cứ như vậy, hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một khoảng không khổng lồ, nói cho ninh dạ biết đây không phải ảo ảnh mà là thật sự diễn ra. Phù, ninh dạ thở ra một hơi, bây giờ y đã hiểu, hóa ra phản giới ra đời như vậy à nó sinh sôi ở góc tối trong lòng con người lan truyền như dịch bệnh ninh dạ hỏi có lẽ vậy quan tinh tử trả lời đây chỉ là một lần lần diễn hóa của ta mà thôi không nói lên được bất cứ vấn đề gì đúng ít nhất không có sự tồn tại của thiên đạo ninh dạ trả lời đúng là không có từ đầu đến cuối ninh dạ không thấy chút ý thức nào của thiên đạo quan tinh tử lại cười nói không có thật không ninh dạ ngớ người người chính là thiên đạo quan tinh tử cười phá lên ta nói rồi có rất nhiều đáp án đây cũng là một trong những đáp án đó cũng là đáp án ta không muốn nghe nhất ninh dạ trả lời đúng vậy nếu càn khôn ở nơi này cũng giống với tinh giới tổ ong kia do một đại năng nào đó tiện tay tạo ra thế thì thật quá đáng sợ ninh dạ cũng không muốn bản thân trải qua bao nhiêu khó khăn khổ ải lại phát hiện mình mới ra khỏi tân thủ thôn thế nhưng vận mệnh tương lai ai mà biết trước được ninh dạ suy nghĩ một hồi rồi nói thật ra cũng có thể có đáp án khác quan tinh tử vung tay ý là ngươi thử đi ninh dạ ra tay sau khi y ra tay lại một tinh giới tổ ong ra đời nhưng lần này ninh dạ truyền thêm lượng lớn linh khí cho tinh giới này điều này khiến tinh giới này không phải mới bắt đầu đã tu đạo mà là tu linh bước lên con đường không khác mấy so với càn khôn ở đây từng sinh mệnh diễn hóa từng tu sĩ lại xuất hiện cuối cùng bọn họ cũng vượt qua hạn chế của mảnh vỡ tinh giới Bắt đầu di chuyển ra bên ngoài, chiến tranh vượt tinh vực lại xuất hiện. Tiếp đó là khu vực màu đen đại biểu cho phản giới kia. Mặt u ám xuất hiện, hầu như không thể tránh khỏi. Nhưng khác với lúc trước, vì trong vũ trụ tổ ong này, khi hai giới chính phản bắt đầu giao chiến, tổ ong lại khẽ động đậy. Những mảnh vỡ tinh giới lộn xộn kia tự động xoay chuyển, lặng lẽ tách rời, liên kết với nhau theo một hình thức đặc biệt nào đó. Chương 1489, Vũ trụ tổ ong 2. Biến động này lan khắp càn khôn nhưng những sinh vật trong càn khôn lại hoàn toàn không hề phát hiện. Sau đó một cái bóng mở xuất hiện trên tổ ong, nó trông rất giống một tổ ong khổng lồ, đầu đầu cũng có hố hố điểm điểm, còn trong hai cái hố trên cùng đột nhiên lóe lên ánh sáng. Tựa như ánh mắt, nhìn ninh dạ và quan tinh tử, trước mắt, ninh dạ mỉm cười, đây cũng là một đáp án. Cuối cùng tổ ong thứ hai cũng bị hủy diệt, nhưng không phải chết già mà là trong vùng càn khôn này có một tồn tại cường đại nào đó xuất hiện, thử nghiệm siêu thoát vùng càn khôn này, cuối cùng ngưng tụ tất cả lực lượng sinh mệnh, như bàn cổ khai thiên, bổ một búa vào lực lượng không gian bao bọc toàn bộ tinh giới. Búa này khiến càn khôn vỡ nát, chúng sinh tiêu vong. Hư ảnh tổ ong bị bị phá hủy, kẻ phá toái hư không không thể ra khỏi nơi này, cuối cùng tiêu vong theo. Tiếp đó ninh dạ lại sáng tạo ra vũ trụ tổ ong thứ ba. Lần này lại khác, vừa không phải vũ trụ linh lực, vừa không phải loại vũ trụ dựa vào lực lượng pháp tắc không gian, mà là một vũ trụ luyện thể thuần túy khối lượng khổng lồ khiến mỗi sinh mệnh ra đời trong vũ trụ ổ ong này đều có năng lượng sinh mệnh cường đại tất cả dựa vào thân thể cho dù chỉ là sinh mệnh to bằng bàn tay cũng nắm giữ năng lực phá vỡ vạn vật mà cuối cùng vùng càn khôn này cũng bị cường giả luyện thể đi tới điểm cuối phá tan nó khá giống vô cực đạo chủ chẳng qua vô cực đạo chủ có cực hạn của mình không thể thôn tính toàn bộ càn khôn nhưng tiểu thiên địa của ninh dạ lại bị đối phương hấp thu thành công nhưng sau khi nuốt chọn tiểu thiên địa này sinh mệnh cũng như bàn cổ nhìn khắp xung quanh. Hắn không nhìn thấy ninh giả và quan tinh tử vì giữa tổ ong và bên ngoài còn có vách ngăn hư không do bọn ninh giả thành lập, đối với sinh mệnh cường đại đã nuốt trọn toàn bộ vũ trụ của bản thân, hư không ngăn cách này quá sức minh mông, khiến hắn không thể vượt qua nổi. Vậy là hắn ngã xuống, thân thể hoàn trả, hóa thành bụi đất, xương cốt thành núi, máu đổ xuống thành biển, hai mắt thành nhật nguyệt, từ trên người hắn lại có sinh mệnh mới ra đời. Vũ trụ thứ tư, không cần ninh giả sáng sinh, nó tự ra đời. Mà lần này vũ trụ mới vẫn là luyện thể, chẳng qua lần này, sinh mệnh mới xuất hiện không thể tự thôn tính, mà là tự tiêu vong. Sau khi tất cả sinh mệnh đều tiêu vong tự nhiên, vạn vật cũng trở về không, không còn tồn tại. Một khu vực thất bại từ đầu đến cuối, tiếp đó ninh dạ lại sáng tạo ra cái thứ năm, lần này y khép kín tất cả không gian, chỉ cho phép lực lượng khoa học kỹ thuật. Là người kéo ninh dạ tới, đương nhiên quan tinh tử cũng hiểu. Bọn họ chứng kiến vùng càn khôn này bắt đầu xuất hiện khoa học kỹ thuật, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi nỗi khổ luân hồi. Sau khi kỳ nguyên luân hồi kết thúc, thế giới càn khôn thứ năm cũng biến mất. Ninh giả dạ không hề nản lòng, tiếp tục sáng tạo, cái thứ sáu, cái thứ bảy, mỗi thế giới được sáng tạo lại có phát triển khác biệt, nhưng kết cục cuối cùng chỉ có vài trường hợp. Hoặc tiêu vong, hoặc trùng sinh, luân hồi rồi tự gây dựng lại hoặc thậm chí không thể gây dựng được. Mãi tới lần sáng thế thứ 128, cuối cùng cũng có một sinh mệnh vượt qua hư không ngăn cách hắn nhìn thấy ninh giả và quan tinh tử, chấn động tới mức khó tả, quỳ dạp xuống.